chương 351, Văn Minh. Sức mạnh chính là Văn Minh. Mà hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía trung niên nhân kia. Hắn một bộ dáng vẻ thư sinh hơi thở, vòng tay ôm lấy một đống thư tịch, cũng cơ hồ tất cả đều là liên quan tới viêm hỏa thần minh. Tại trong quan sát hắn niên nhân, trung niên nhân kia đầu tiên chất vấn, chuyện gì xảy ra nơi này? Các nữ sinh cùng nhau nhìn về phía trung niên nhân, sau đó cả đám đều cúi đầu. Trung giáo sư. Tô thần dùng hệ thống quét tới. Người này tin tức lập tức xuất hiện ở Tô thần trước mặt tên, Trung Vũ Viêm. Chủng tộc, nhân tộc. Đẳng cấp, bác đoạn tam phẩm. Tu luyện nghề nghiệp, pháp sư. Tô thần gật đầu một cái. Hắn nghe được trước mặt các nữ sinh lời nói, hiểu rồi hắn chính là cái này học viện lão sư, trung giáo sư. Tô thần đều không có nói chuyện trước, đám kia nữ sinh trước tiên hùng hùng hổ hổ đứng lên. Trung lão sư, chính là nam nhân này. Ngươi nhìn hắn dưới lòng bàn chân trưng bày nhiều sách như vậy, đọc sách cũng chỉ là vút qua. Tiếp đó hắn ra vẽ tư thế từ hàng thứ nhất sách xem trọng, Cuối cùng nhìn thấy cách chúng ta ban thương mưa thời điểm ngừng lại. Hắn đây không phải là muốn cố ý hấp dẫn nhà chúng ta thương mưa lực chú ý sao? Chúng ta vừa định đi cũng không muốn để ý tới loại này phía dưới nam nhân, nhưng hắn vẫn chửi chúng ta. Hắn vẫn là một cái ngoài trường người, cho nên chúng ta mới gọi thủ vệ tới, muốn khu trục hắn. Nữ sinh kia cũng coi như là mồm miệng lanh lợi, một phen hồ ngôn loạn ngữ xuống, vậy mà không có cà lăm. Tô thần lắc đầu. Mà cái kia trung giáo sư nhìn về phía tô thần, cũng nhìn về phía tô thần phía dưới chất đóng sách hắn hướng tô thần hỏi, ngươi mắng các nàng cái gì? Tô thần cười cười, ta đem các nàng chân thực trạng thái nói một lần, các nàng đã cảm thấy ta mắng nàng. Ta không có ý định bốc lên cùng các ngươi tranh đấu, hy vọng ngươi có thể hiểu. Tô thần tự nhiên không có đem mấy cái kia tiểu thí hài để ở trong mắt. Hắn chú trọng là trước mắt cái này trung giáo sư. Tám đoạn tam phẩm sức mạnh, mạnh cũng không mạnh. Thiêu đốt thần huyết, hoặc lợi dụng thuấn di, đều có thể chạy đi. Nhưng ở trong trận pháp dân đầy thổ nguyên học viện pháp thuật, hắn coi như có thế ra ngoài, cũng phải lột lớp da xuống. Tô thần lời nói tại một đám nữ sinh trong tai, nghe trở thành không có ý cùng các nàng lên tranh chấp. Các nàng lập tức liền muốn mồng năm miệng mười bắt đầu đối với tô thần chinh phạt. Nhưng chung giáo sư trực tiếp giơ tay lên, trong lòng bàn tay triển khai một đạo pháp ấn. Tất cả nữ sinh toàn bộ ngậm miệng lại. Mà chung giáo sư nheo mắt lại nhìn chăm chú về phía tô thần. Liền như là tô thần liếc mắt xem thấu chung giáo sư tu vi. Chung giáo sư lại cũng dùng cảm giác xuyên thấu cơ thể của tô thần. Bảy đoạn nhưng không nhất định chỉ là bảy đoạn. Tô thần trên thân mang theo một cái đặc thù huy chương, chính là cái kia ẩn tàng vương thú khí tức huy chương. Một nhân loại trên thân mang theo dạng này huy chương. Chung giáo sư cũng coi như là kiến thức rộng rãi, liên quan tới nguyên thổ đế quốc phía bắc thú thành hắn cũng là nghe nói qua. Hơn nữa gần nhất, thú thành bị hủy diệt tin tức đã truyền khắp toàn bộ Đông Đại Lục. Thú thành lúc này người đeo có liên quan gì thú huy chương đến, cũng đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Ta minh bạch Tô Thần cũng không phải nói không muốn cùng đám kia tiểu thí hài lên tranh chấp, cùng bọn hắn cũng không có cái gì tranh chấp có thể nói. Đám học sinh này vẫn chỉ là sinh hoạt tại trong tháp nhà, bị riêng phần mình gia tộc cùng học viện bảo hộ lấy. Bị cái này nhìn như văn minh thành thị bảo hộ lấy. Nhưng cái này cũng là có cực hạn. Đối với người bình thường tới nói, văn minh tự nhiên là hảo. Thế nhưng là đối với cường giả tới nói, cái gì là văn minh? Sức mạnh chính là văn minh. Bằng vào bảy đoạn sức mạnh, Tô Thần có thể dễ như trở bàn tay diệt đi những thứ này tiểu thí hài. Lại Tô Thần đối mặt chính mình thời điểm, vẫn là một bộ không kiêu ngạo không tự ti bộ dáng. Để cho chung giáo sư đối với hắn đã có hoài nghi. Chẳng lẽ hắn cảm thấy bằng vào bảy đoạn hai phẩm sức mạnh, liền có thể chiến thắng hắn cái này tám đoạn tam phẩm. Giữa bọn hắn thế nhưng là cách rồng rã một cái đại đoạn. Đang tại chung giáo sư cùng Tô Thần dằn co thời điểm, phía dưới thủ vệ cũng tới. Chung giáo sư lập tức gọi bọn thủ vệ toàn bộ thối lui tiếp đó tự mình nhìn về phía tô thần dưới chân sách. Mặc dù chúng ta cũng vô ý cùng ngươi sinh ra tranh chấp. Bất quá nếu là ngươi thật không thích tiếp dưới chân ngươi sách, vậy ta cũng chỉ có thể mời ngươi ra ngoài. Trung giáo sư đích xác cũng không muốn cùng tô thần khai chiến. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn lại bởi vì tô thần mấy câu mà sợ. Chỉ cần là tổn hại học viện lợi ích sự tình, hắn đều có trách nhiệm đứng ra chế tài đối phương. Bây giờ tô thần dạng này xếp sách, thật đúng là như đám kia nữ sinh nói như vậy, không giống như là đọc sách. Tô thần lắc đầu những thứ này ta hầu như đều xem xong. Còn kém trong tay ngươi cái kia mấy quyển. Nghe xong tô thần lời nói, một đám nữ sinh đều ngẩn ra, sau đó bạo phát cười to. Mặc dù các nàng không rõ vì cái gì chung giáo sư muốn trịnh trọng như vậy việc đối đãi một cái người ngoài trường. Nhưng các nàng vẫn như cũ đối với tô thần bảo trì cái này kinh bỉ tư thái. Giống như tô thần dạng này người, trời sinh không hợp với bây giờ trước mặt các nàng. Chúng nữ bên trong, chỉ có cái kia bắt thương mưa tự hồ nhìn ra manh mối nàng cẩn thận trở về chỗ chung giáo sư cùng tô thần ở giữa lời nói. Hai người đứng tại hai cái phương hướng, mà trên người bọn họ đều phát ra cái này một cổ tùy thời chuẩn bị chiến đấu khí tức. Hình tượng này, rất giống bách thương mưa đang trên đường trở về nhà bản thân nhìn thấy qua những người qua đường kia. Trong đó hai cái người qua đường chính là trên đường lẫn nhau kiên kỵ, cũng không dám tùy tiện ra tay. Nhưng vừa ra tay chính là con thỏ đỏ sức ưng, đem hết toàn lực. Bách thương mưa chính là có những thứ này kiến thức, thấy qua chân chính thần giới là như thế nào lúc này mới càng thêm khát vọng sức mạnh. Bây giờ tô thần cùng chung giáo sư liền như là cái kia hai cái người qua đường một dạng. Bọn hắn là đang đối với trì. Rất có thể thật sự sẽ đánh lên. Cũng liền nói, nam nhân kia, hắn nắm giữ cùng chung giáo sư trên lệch không bao nhiêu thực lực. Nếu không, chung giáo sư cần gì phải kiên kỵ hắn. Bách thương mưa bọn người tu vi vốn là không cao, tự nhiên nhìn không thấu tô thần cùng chung giáo sư thực lực. Cho nên bọn họ ngay từ đầu liền cho rằng, tô thần bất quá là một cái không có thực lực gì người thôi bọn hắn nào dám tưởng tượng tại tô thần biểu hiện ra cái tuổi này vậy mà đã nắm giữ thực lực cường đại như vậy những người này ở đây trong thần giới lại không nhìn thấy thần giới chân chính mênh mông cùng cường hãn như cùng ở tại trong một vùng biển rộng một tòa trên cô đảo nắm giữ một cái giếng mà các nàng chính là con ếch người dưới đáy giếng hướng thiên nhìn lại cảm thấy bầu trời cũng chỉ có chút ít đó thôi cảm thấy nguồn nước chỉ có bọn hắn bây giờ chiếm cứ lớn nhỏ nhưng lại không biết liền tại bọn hắn cách đó không xa biến cả cùng bầu trời đều ở nơi nào, hơn nữa lớn đến các nàng cơ hồ không cách nào thăm dò. Tô thần đang nói xong lời nói kia sau, những nữ sinh này cười, nhưng chung giáo sư lại không có cười. Bởi vì hắn biết cái này cái thế giới thần kỳ người có nhiều lắm, thiên tài cũng quá là nhiều. Hơn nữa lấy tô thần tu vi như vậy, hoàn toàn không cần thiết nói dối. Bán lẻ data test tinh phẩm đề cử data tai một data value 1914, hắn cũng không cho rằng, tô thần cái tuổi này nắm giữ thực lực như vậy, từ thú thành xa xôi ngàn dặm đi tới thổ nguyên học viện pháp thuật bên trong, chính là vì truy cầu bách thương mưa nhàm chán như vậy chuyện, cho nên hắn chỉ có thể cho rằng Tô thần nói đều là thật. Vậy cái này thì càng ngoại hạng. Chương 352, đây là thao tác gì cường đại trận pháp? Nếu thật như những nữ sinh kia miêu tả như thế, Tô thần chỉ dùng mười mấy phút thời gian, liền đem phía trước giá sách sách toàn bộ đọc xong, hơn nữa một đường lật xem đến tới gần bách thương mưa bên này. Hơn nữa Tô thần vừa mới cũng nói hắn đã không sai biệt lắm đem lòng bàn chân hắn phía dưới chất đống sách đọc xong. Đây là dạng gì thần nhân? mới có thể trong khoảng thời gian ngắn hấp thu nhiều như vậy. mà hắn trẻ tuổi như vậy, lại nắm giữ bảy đoạn nhị phẩm thực lực, lại đối mặt chính mình dạng này cao hơn hắn rồng rã một cái đẳng cấp người, ngữ khí cũng như thế bình thản không sợ hãi. đây là có bao lớn sức mạnh. đối mặt dạng này người, trung giáo sư cũng không muốn gây phiền toái. không thể làm gì khác hơn nói, tốt a, à, ta tin ngươi. nếu ngươi muốn nhìn, những sách này cũng có thể mượn ngươi. ta càng hy vọng thổ nguyên học viện pháp thuật nhiều quen biết một người bạn ta cũng càng hy vọng nhìn thấy một hy vọng người đọc sách. Trung giáo sư hướng Tô Thần gật đầu thăm hỏi. Tô Thần mỉm cười, cũng đáp lại kính ý một dạng hành lễ. Chính thức có được sức mạnh người, đều biết muốn khắc chế lực lượng. Thần giới cũng không có nhiều như vậy người qua đường gặp mặt liền rút đao khiêu chiến người. Bởi vì núi cao còn có núi cao hơn, lại trong tay mỗi người đều có lá bài tẩy của mình, hoặc giống như cổ Linh Nhi cùng với Lam Vũ như thế. Ai biết trên đường gặp phải người sẽ móc ra dạng gì đại sát khí. Nói không chừng một cái bảy đoạn người, tiện tay liền có thể móc ra cửu đoạn cấm chú ma pháp quyển trục. Tô thần tại giờ khắc này, tự hồ cũng hiểu rồi vì cái gì Lam Vũ lúc đó biết trên người bọn họ nắm giữ vương thú sau không có đối bọn hắn động thủ. Có lẽ Lam Vũ thật sự kiên kỵ bọn hắn nắm giữ thực lực như vậy. Dù sao hắn thật sự làm thịt một cái cửu đoạn. Như vậy xem ra, người nhà họ Lam mới là khắc sâu minh bạch thần giới pháp tắc sinh tồn người. Tô thần tại nhận lấy chung giáo sư đưa cho mình lời bạc, nhanh chóng lật xem đem tất cả liên quan tới viêm hỏa thần minh tư liệu toàn bộ ghi lại ở trong hệ thống. Trung giáo sư liền ở tại chỗ nhìn xem tô thần biểu diễn thấy thế nào sách. Chỉ là một màn liền cho hắn choán ván. Còn có thể có nhìn như vậy sách. Đảo qua một lần, liền toàn bộ đã hiểu. Trung giáo sư khiếp sợ trong lòng đạo. Tô thần cũng không biết trung giáo sư nội tâm như thế nào kinh ngạc. Hắn cũng không phải quét một lần liền đã hiểu, mà là đảo qua một lần, hệ thống sẽ tự động chỉnh lý. Biết hay không không trọng yếu, hắn chỉ phụ trách ghi vào thôi. Chỉ là ngắn ngủi không tới một phút thời gian bên trong, Tô Thần liền hoàn thành đối với cuối cùng vài cuốn sách thu nhận. Sau đó liền đem sách vỡ toàn bộ chỉnh tề thả trở về. Mặc dù hắn còn không có thăm hỏi toàn bộ thổ nguyên học viện pháp thuật bên trong thư viện sách. Thế nhưng là Tô Thần đã chiếm được hắn câu trả lời mong muốn. Tại trên quyển sách kia, thật là có liên quan tới như thế nào chế tác cái kia có thể ngăn cách ma thần truy lùng trận pháp. Hắn cần mau trở về tìm được bố trí những pháp trận kia cần tài liệu. Tiếp đó thí nghiệm trận pháp đến cùng có thể thực hiện hay không. Tô Thần hoàn thành mục đích của hắn sau đó, thấy không có cùng thổ nguyên học viện pháp thuật bên trong người thật sự nổi lên va chạm, liền đối với chung giáo sư đáp lễ nói. Vậy thì cảm ơn hiểu được, ta đã biết đáp án. Bây giờ muốn đi giải quyết vấn đề. Tô Thần cười chuẩn bị rời đi. Những nữ sinh kia nhìn thấy Tô Thần cơ hồ toàn trình ngay cả con mắt đều không nhìn qua các nàng. Mà chung giáo sư vẫn còn cùng hắn có loại không hiểu ăn ý. Cái này khiến các nàng toàn bộ ngây ngẩn cả người. Cái này liền giống như, đại nhân nói chuyện phím tiểu hài cho dù quấy rối, cũng sẽ không bị vô cùng tội một dạng. Bọn này các đại tiểu thư lập tức muốn tại tô thần cùng chung giáo sư dạng này trước mặt đại nhân bày ra bản thân, nổi bật sự tồn tại của mình. Nhưng khi các nàng đang muốn ngăn lại tô thần lộ lúc, tô thần không tiếp tục thách khí. Hắn một tiếng hổ vương khí thế trong nháy mắt bộc phát. Bảy đoạn sức mạnh toàn bộ phóng xuất ra tạo thành một đạo khí tràng. Mấy cái kia muốn ngăn cản tô thần nữ sinh còn không có tiếp cận tô thần, tựa như cùng trở ngại một dạng nhau nhau đụng ngã trên mặt đất tô thần lắc đầu thở dài quả thật là rừng vốn lớn loại chim nào cũng có hắn còn tưởng rằng giống thổ nguyên nội thành dạng này văn minh khai hóa chỗ mỗi người đều biết văn minh chút bất quá có ít người bản tính có lẽ chính là như thế tô thần lắc đầu sau đó ung dung không vội rời đi chỉ để lại cái kia không có động thủ chung giáo sư cùng một đám tự cho là đúng nữ nhân bách thương mưa ngược lại là toàn trình không hề động qua nàng chỉ là ngốc lăng đứng tại chỗ vừa mới tô thần bộc phát khí tràn trong nháy mắt đó nàng cảm nhận được của lực lượng kia phản phất cảm nhận được đến từ trong hoang giả hồng hoang mảnh thú uy hiếp bờ. Đây mới là cường giả sao? Vẹn vẹn trong nháy mắt uy thế bộc phát, cũng đủ để cho hắn cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp bờ. Nàng nhìn chăm chú về phía rời đi Tô Thần, trong lòng nhiều cảm xúc ngàn vạn. Tô Thần không biết là, hôm nay biểu hiện của hắn, lại tại một nữ nhân trong lòng gieo không thể xóa nhòa ấn ký. Tô Thần bước nhanh rời đi thổ nguyên học viện pháp thuật. Hắn không có đi thẳng về, mà trực tiếp đi đến thổ nguyên nội thành những người tu luyện cư trú khu vực hắn đi tới thư viện bất quá là một ngày thời gian mà thôi. Tại cùng ma thần tranh đoạt từng giây quá trình bên trong, hắn không dám dừng lại. Hắn cần mau chóng giải quyết ẩn tàng khí tức vấn đề. Mà hắn tìm được trận pháp tên là ẩn thiên trận. Đây là viêm hỏa thần minh từ một bản từ hàng cổ liền lưu truyền xuống trên sách nhìn thấy. Trò chơi data test tinh phẩm đề cử data tai một data Value 1913, lúc đó viêm hỏa thần minh cũng đau đớn tại bị một tôn ma thần truy sát, cùng tô thần kinh nghiệm có chút tương tự cho dù ma thần không có cách nào tự mình hạ tràng tru sát viêm hỏa thần minh, nhưng ma thần hóa thân chỗ sử dụng quy tắc chi lực căn bản không phải lúc đó còn vì thành thần viêm hỏa cái gì có thể ngăn cản. Nhiều lần viêm hỏa thần minh đều kém chút không có gắn gượng qua tới. Cho nên hắn đối với tôn kia ma thần ấn tượng 10 phần khắc sâu. Chỉ là viêm hỏa thần minh chưa bao giờ đối người khác nhắc qua, tôn kia ma thần đến tột cùng là vị nào. Tô thần cũng không rõ ràng trận pháp này đến cùng có thể hay không ngăn cản đuổi giết hắn hắc ám ma thần. Nhưng Tô Thần cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trận pháp này phía trên, nhưng nếu không thể, hắn cũng sẽ đi tìm những phương pháp khác. Đến những người tu luyện ở khu vực, khu vực này bên trong kiến trúc và phong cách lại cùng thổ nguyên nội thành bình dân chỗ khu vực có chỗ khác biệt. Bên này cũng không có bao nhiêu trận pháp mang đến tiện cho dân công trình. Toàn bộ khu vực phong cách cũng cùng Tô Thần tại Phong Sương trong đế quốc nhìn thấy thành trì không sai biệt lắm. Tô Thần minh bạch, đây có lẽ là bởi vì những người tu luyện phần lớn không hy vọng bên cạnh mình tồn tại pháp trận người tu luyện phần lớn đối pháp trận cảm thấy mẫn cảm ai cũng không biết những thứ này pháp trận bố trí ở bên cạnh họ đến cùng là vì phục vụ tại bọn hắn vẫn là vì nhằm vào bọn họ nếu là thổ nguyên thành quan phương sức mạnh đột nhiên bạo khởi muốn giảo sát bọn hắn tại dưới chân bọn hắn bố trí nhiều trận pháp như vậy bọn hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát đến lúc đó lại hối hận cũng đã muộn cho nên thổ nguyên thành tại trải qua nhiều phương diện rất nhiều tranh luận sau cuối cùng vẫn để cho những người tu luyện chỗ khu vực bảo trì thần giới vốn có phong mạo mà bình dân phổ thông dưới tình huống chưa qua qua cho phép, không được tùy ý xuất nhập ở đây. Muốn thông qua ở đây, nhất thiết phải nghiêm ngặt kinh nghiệm linh lực hoặc ma lực kiểm trắc. Tô thần tiến vào khu vực này thời điểm liền thấy rất nhiều bình dân phổ thông muốn xem một chút những người tu luyện sinh hoạt khu vực mà giả mạo người tu luyện muốn đi vào. Nhưng bọn hắn cơ hồ tất cả đều bị chặn lại, tiếp đó đều về trở về, khiến cho ở đây giống như một cái đặc khu một dạng. Người tu luyện khu vực giống như một tòa tại thổ nguyên nội thành cô lập đi ra ngoài thành thị. Tô thần tại ở đây cũng hiểu rồi vì cái gì trong thần giới số đông chỗ vẫn là bảo trì thời trung cổ cùng cổ đại phong mạo. Những người tu luyện phần lớn không yêu cầu sinh hoạt có nhiều thoải mái, lại bọn hắn lúc chiến đấu rất dễ dàng phá hư kiến trúc. Cái gọi là tồn tại vừa hợp lý. Trong thần giới vẫn là như vậy kiến trúc thích hợp hơn người tu luyện. Ngoại trừ thổ nguyên thành nơi này các pháp sư nguyện ý cùng các bình dân cùng hưởng ma pháp cùng linh lực tiến bộ. Các quốc độ vẫn như cũ còn duy trì truyền thống quân chủ thống trị. Đương nhiên, cái này cũng là lấy thực lực làm chủ tô thần rất nhanh liền tại người tu luyện này khu cư trú vực phiên chợ bên trong tìm được đại bộ phận bố trí ẩn thiên trận cần có tài liệu nhưng vẫn là có một bộ phận tài liệu tô thần tìm không thấy dù sao cũng là một cái trận pháp có thế che đậy thần minh cấp bậc sức mạnh truy lùng tô thần cũng minh bạch hắn sẽ không như thế đơn giản liền để tự mình hoàn thành dứt khoát trước tiên đem những tài liệu này tập hợp mà thiếu hụt những tài liệu kia hắn cũng có thể đi phòng đấu giá hoặc hỏi thăm một ít thương nhân cùng nghiên cứu qua trận pháp này người có biết hay không đang tại tô thần từng nhà cửa hàng hỏi qua đi lúc. Ở trong đó một cái trong cửa hàng, tô thần lại gặp được người kia. Đến từ thổ nguyên học viện pháp thuật bên trong chung giáo sư. Chương 353, tô thần tương lai là chân chính thần minh. Trung Vũ Viêm đi tới người tu luyện khu vực phiên chợ, cũng là vì tìm kiếm trong sách một chút liên quan tới viêm hỏa thần minh đồ vật. Tô thần thấy hắn đang tại mua sắm một chút tài liệu. Cùng tô thần đồ vật mong muốn cơ hồ giống nhau như đúc. Tô thần hơi kinh ngạc. Muốn nhìn một chút, lập tức hiểu rồi ý đồ của hắn. Hắn sẽ không muốn cùng chính mình một dạng, khôi phục khi xưa viêm hỏa thần minh ẩn thiên trận A. Trung Vũ Viêm mua một chút tài liệu sau, biết còn có bộ phận vật phẩm ở đây không có bán, thoáng có chút thất vọng. Nhưng hắn cũng biết, đây chính là phát tắc cấp vật phẩm, ở đây không có cũng bình thường. Sau đó hắn liền quay người, liếc mắt liền thấy được tại lối vào cửa hàng Tô Thần. Lại là ngươi. Ngươi. Tô Thần lộ ra ý cười. Ngươi là đang làm ẩn thiên trận sao? Trung Vũ Viêm sửng sốt một chút, lập tức cười nói, chính là Ngươi vừa mới xem xong những sách kia. Cho nên, ngươi cũng tại làm trận pháp này. Tô thần gật đầu, ngươi sẽ không cũng tại bị ma thần truy sát a? À? Trung Vũ Viêm lắc đầu, không phải, ta chỉ là đối với loại này có thế đối với thần minh cấp bậc tồn tại ẩn tàng khí tức pháp trận cảm thấy hứng thú. Viêm hỏa thần minh thế nhưng là gần nhất 500 năm mới tấn thăng, hắn là cách chúng ta gần nhất thần minh nhân vật. Nếu là có thể phục chế con đường của hắn, có lẽ đối ta có tu luyện trợ giúp chờ một chút chung vũ viêm đang nói đến viêm hỏa thần minh lúc thao thao bất tuyệt nhưng hắn đột nhiên gián đoạn tiếp đó thể hội ra tô thần lời nói ngươi nói là ngươi tại bị ma thần truy sát tô thần cái kia a chữ giống như không phải tại sách viêm hỏa thần minh mà là tại sách chính hắn hắn lập tức nghĩ đến tô thần nhìn nhiều như vậy sách lại tại ghi chép có liên quan viêm hỏa thần minh chỗ dừng lại lại lập tức rời đi đột nhiên chung vũ viêm nghĩ thông suốt tô thần tất cả hành vi hắn bị ma thần truy sát cho nên mới đi thổ nguyên học viện pháp thuật trong thư viện tìm kiếm phương pháp. Tiếp đó gặp phải phiền phức, cuối cùng chính mình cùng hắn ăn ý giải quyết, hắn mới trực tiếp rời đi, tiếp đó tìm kiếm tài liệu chế tác trận pháp. Tô thần nhẹ nhàng nở nụ cười. Trung Vũ Viêm trong nháy mắt khẳng định ý nghĩ này. Ta cho là những cái kia chỉ là nghe đồn, ta thậm chí không muốn pháp trận này thật có thể làm được. Đã ngươi đều tại bị ma thần truy sát, theo lý thuyết, viêm hỏa thần minh truyền thuyết rất có thể đều là thật. Trung Vũ Viêm giống như là lão học cứu gặp được một cái sống sờ sờ nghiên cứu khoa học án lệ, trong hai mắt phóng ra tinh quang. Tô Thần suy tư một chút, cuối cùng gật đầu một cái. Hắn không cần thiết cùng người trước mắt nói dối, hai người bất quá là bèo nước gặp nhau. Lại Tô Thần nghĩ tới một sự kiện. Ẩn thiên trận tài liệu hắn là có khả năng tập hợp đủ. Nhưng như thế nào thi triển ra pháp trận này, hắn lại không thể nghiên cứu ra được. Nhiều lắm là chính là hợp lại, tiếp đó cưỡng ép thí nghiệm. Nhưng hắn dù sao không phải là pháp sư liên quan tới sử dụng pháp trận, vẫn là pháp sư tới nhất là thuận tay. Mà tô thần thông vệ thể hết sức đặc thù, hắn vẫn là giống như một cái vương thú một dạng, chỉ có thể tăng cường chính mình thân thể lực lượng, sử dụng ra vương thú kỹ năng. Cho dù hắn có thể biến hóa thành hình người, nhưng hắn thân thể này cuối cùng không phải là người. Trừ phi, hắn trở thành thần minh. Thần minh là siêu thoát ra hình thái của nhân loại đặc hữu một loại tồn tại. Đến lúc đó, liền mặc kệ ngươi có phải hay không người, chỉ cần là thần minh, coi như ngươi hóa thành một con kiến, hắn vẫn như cũ lại là thần minh, nắm giữ thần cách cùng thần lực. Người theo đuổi, cũng bất quá là trở thành thần minh. Đang tại Trung Vũ Viêm khiếp sợ thời điểm. Tô thần mở miệng nói, nếu không thì, chúng ta hợp tác một chút. Ta cần tập hợp đủ tài liệu, vừa vặn ngươi là pháp sư, ngươi có thể tổ hợp pháp trận, ta có thể trả giá thù lao. Tô thần cần tìm được một cái pháp sư, có phải hay không Trung Vũ Viêm cũng có thể. Nhưng tất nhiên Trung Vũ Viêm đang đang thí nghiệm pháp trận này, tô thần cũng vừa vặn cần để cho một cái cảm thấy hứng thú người tới làm càng dễ chịu hơn đi mặt khác thuê mướn những người khác cảm thấy hứng thú vậy đối phương liền sẽ dùng đem hết toàn lực đi làm đến tốt nhất thuê mướn người làm ngược lại sẽ để cho đối phương treo giá từ đó dùng ít sức đi làm cho nên hắn cảm thấy có thể thực hiện ít nhất hai người cũng coi như là từng có mục tiêu gặp nhau hắn đối với chung vũ viêm ấn tượng cũng cũng không tệ lắm bất quá để cho tô thần bất ngờ là khi hắn đưa ra ý nghĩ này sau chung vũ viêm một hồi lắc đầu trong hai mắt hắn vẫn mang theo kinh ngạc Tô thần gặp Chung Vũ Viêm lắc đầu, tưởng rằng hắn không muốn giúp trợ chính mình tổ hợp phát trận. Tô thần nhún vai, tất nhiên đối phương không muốn quên đi, Tô thần cũng không bắt buộc. Lại đi tìm kiếm pháp sư tới làm cũng không phải không được. Ngươi không muốn coi như xong, trên ta đưa ra một cái ý nghĩ. Tô thần nói xong cũng muốn ly khai. Nhưng Chung Vũ Viêm lập tức mở miệng, "Không, ta là muốn nói, không cần thù lao. Vốn là ta liền là muốn phục khắc cái này một cái phát trận, thậm chí tài liệu ta đều chuẩn bị đầy đủ rất nhiều." hơn nữa ta không nghĩ tới trên thế giới này, thật là có đang bị ma thần người truy sát. Ta có thể hỏi một cái mạo muội vấn đề sao? Tô thần chết miệng, ra hiệu đối phương có thể hỏi. Trung Vũ Viêm hai mắt thông sáng một dạng hỏi, ngươi vì cái gì bị ma thần truy sát? Tô thần ngẩn ra, cười mỉa một phen. Trung Vũ Viêm cho là Tô thần không muốn trả lời vấn đề này. Cái này cũng bình thường, người bình thường cái kia sẽ bị ma thần truy sát. Cho dù là ma thần, đó cũng là thần minh cấp bậc tồn tại có thể để cho thần minh cảm thấy hứng thú người vốn cũng không nhiều, huống chi cừu hận đến sẽ bị ma thần đuổi giết tình huống. Vậy cơ hồ là từ xưa đến nay chưa hề có, đến cùng là dạng gì nhân vật mới có thể làm được đắc tội thần minh. Tô thần lắc đầu chê cười nguyên nhân là, hắn kỳ thực cũng không rõ lắm. Ma thần mặc dù tại hắn nguyên bản thế giới cũng xâm nhập, thế nhưng là đối phương cũng không có cụ thể lộ diện. Tô thần thậm chí không biết xâm lấn hắn tại thế giới ma thần là vị nào. Trò chơi data test tinh phẩm đề cử data tai một data value 1913 làm tô thần gặp phải tại trong thú thành tìm tới cửa muốn giết hắn hắc ám ma thần lúc, tô thần kỳ thực cũng rất khiếp sợ. Từ hắc ám ma thần trong giọng nói hắn càng là biết được, còn giống như có mặt khác một tôn thần minh muốn xử lý chính mình, này mới khiến hắc ám ma thần xuất thủ. Tô thần cũng không biết trên người hắn đến cùng có đồ vật gì hấp dẫn bọn này ma thần. Ta cũng không rõ lắm, chỉ là ta tại trong thú thành kinh nghiệm một lần ma thần truy sát, Lúc này mới trốn ra được bắt đầu tìm kiếm viêm hỏa thần minh đã từng sử dụng tới phát trận. Nghe được tô thần kinh nghiệm, Trung Vũ Viêm càng khiếp sợ. Cái gì? Gần nhất mới truyền đến Thú Thành bị hủy diệt sự tình, là ma thần đưa tới. Mà cái kia ma thần mục tiêu là ngươi. Trung Vũ Viêm giống như là phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật. Hắn vẫn cho là Thú Thành bị hủy chỉ là một cái trong chính trị vấn đề, có lẽ là các quốc độ muốn xâm lấn Thú Thành không thành công, liền dứt khoát hủy diệt không nghĩ tới đằng sau còn liên lụy đến một tôn thần minh cấp bậc tồn tại mà tất cả mọi chuyện khởi nguyên nhân vật đúng là hắn trước mắt cái này một vị lập tức chung vũ viêm cũng không biết nên nói cái gì hắn đã bị kinh tê còn tốt còn tốt may mà ta tại trong thư viện không có thật cùng ngươi động thủ chung vũ viêm vô cùng may mắn cùng trong thư viện hắn để cho tô thần rời đi động tác nếu là thật cùng tô thần động thủ hắn tin tưởng mình càng có thể sẽ bị tô thần diệt sát đi dù sao người trước mắt Thật sự sống sờ sờ từ trong tay ma thần chạy trốn ra ngoài ví dụ. Mà Tô thần tương lai cũng rất có thể giống như viêm hỏa thần minh một dạng, trở thành mới một tôn thần minh. Chương 354, nói cho bọn hắn thế giới bên ngoài. Ngươi nguyện ý không ràng buộc trợ giúp ta. Tô thần cũng có chút kinh ngạc. Đưa tiền đều không cần, thế giới này còn có dạng này người. Tô thần được chứng kiến quá đa số lợi ích mà lẫn nhau chém giết liều mạng người. Nhưng trước mắt Chung Vũ viêm rõ ràng không phải người như vậy. Hắn càng muốn vì thí nghiệm trận pháp trả giá tinh lực cùng thời gian mặc dù cái này cũng là vì tu luyện cùng học tập trận pháp nhưng loại này rõ ràng có thế bên cạnh học tập bên cạnh chuyện kiếm tiền đối phương vẫn là nguyện ý không ràng buộc trợ giúp tô thần lắc đầu cười nói đã ngươi nguyện ý giúp giúp ta vậy thì cám ơn qua ta sẽ tìm tìm được tất cả tài liệu nhưng phía trên có chút tài liệu ta bây giờ cũng tìm không thấy có thể còn cần đi ra ngoài một chuyến hỏi thăm càng nhiều người nếu như ngươi có đầu mối cũng có thể nói cho ta biết chung vũ viêm hung hăng gật đầu so sánh thí nghiệm ẩn thiên trận, hắn đối với Tô Thần cảm thấy hứng thú hơn. Tô Thần có thể là ngoại trừ gần nhất 500 năm viêm hỏa thần minh sau khi tấn thăng, cách tân thần gần gũi nhất người. Đối với người dạng này, Trung Vũ Viêm làm sao có thể bỏ qua? Huống chi, bây giờ chỉ là thoáng trợ giúp một chút Tô Thần, tương lai hắn có lẽ chính là chứng kiến tân thần đảng sinh phàm nhân, chỉ cái này nhất cử, đủ để ở tại thần giới bên trong lưu lại vạn cổ chi danh. Trung Vũ Viêm đối với cái này càng thêm để tâm. Nghe được Tô Thần nói hắn còn có chút tài liệu không có tập hợp đủ, Trung Vũ Viêm vội vàng hỏi, ngươi có thể nói ngươi một chút góp nhặt những vật kia sao? Từ ta lấy đến quyển sách kia bắt đầu, ta cũng góp nhặt đại bộ phận vật phẩm, còn kém hai cái, chúng ta cộng lại có thể còn kém không nhiều lắm. Tô Thần gật đầu một cái, lập tức đem hắn mua được đồ vật nói cho Trung Vũ Viêm nghe. Chu Vũ Nguyên tập hợp rồi một lần, có chút thất vọng nói, ngươi mua được những thứ này ta đều góp nhặt. Bây giờ còn kém viêm thể thạch cùng ẩn bị nước bao quanh tinh. Viêm thể thạch năng tăng cường hỏa thuộc tính pháp trận hiệu quả, khiến cho pháp trận đạt đến tối cường trình độ bất quá đây là bởi vì viêm hỏa thần minh tại không tấn thăng làm thần minh phía trước hắn tu luyện ma pháp phần lớn là hỏa thuộc tính cho nên hắn đối lửa thuộc tính pháp trận càng thêm lấy tay lúc này mới sử dụng cái này tài liệu mà ta đối lửa thuộc tính cùng một thuộc tính ma pháp đều tương đối am hiểu có thể dùng viêm thể thạch cũng có thể dùng khác một thuộc tính tài liệu thay thế mà khác một cái ẩn bị nước bao quanh tinh liền trọng yếu hơn đó là ẩn thiên trận mấu chốt nhất tài liệu bản thân liền có thể ẩn tàng tự thân khí tức phát trận nhưng là đem cái này một thuộc tính mở rộng, hơn nữa khiến cho hắn mang lên một bộ phận ẩn nấp pháp tắc sức mạnh. Lúc này mới có thể tránh thoát ma thần truy tung. Đương nhiên, đây hết thảy cũng là viêm hỏa thần minh tại 11 đoạn lúc hoàn thành, ta cũng không biết ta đến cùng có thể hay không phục khắc thành công. 11 đoạn, đây đã là tuyệt đại đa số người cả một đời đều không thể sánh bằng tu vi. Trung Vũ Viêm cười khổ nói. Tô thần thì vẫn như của một mặt nụ cười nhẹ nhõm, không có việc gì. Ngươi cứ đi làm. Cho dù không thành công, ma thần tới ta lại cùng hắn chiến một hồi chính là phía trước ta cũng đem hắn đánh lui qua một lần lần tiếp theo vẫn như cũ có thế đánh lui phía trước cô thần đánh lui hóa thân ma thần cũng không phải triệt để giết chết đối phương cho nên cũng không biện pháp thu được thôn vệ điểm bất quá hắn đã hấp thu hắn bộ phận lực lượng phát tắc cái này đã đủ để chung vũ viêm gật đầu một cái ta sẽ cố hết sức liên quan tới hai cái này tài liệu kỳ thực ta cũng có chút khuôn mặt qua mấy ngày thổ nguyên thành người tu luyện khu vực bên trong bên trong phòng đấu giá sẽ có một cái một lần đấu giá hội. Ẩn bị nước bao quanh tinh có lẽ không có, nhưng trong đó tăng cường đủ loại ma pháp thuộc tính tài liệu chắc có rất nhiều, chúng ta ngược lại là có thể đi xem một chút. Đến nỗi ẩn bị nước bao quanh tinh, ta sẽ ở trong học viện treo thưởng trong danh sách tuyên bố. Chỉ cần giá tiền phù hợp, nhất định sẽ có bởi vì thu được kim tệ đi tìm. Tô thần lộ ra ý cười, dạng này tốt hơn. Tô thần tại trong thần giới rất lâu cũng chưa từng gặp qua bằng hữu. Chủ yếu là thần giới so với hắn nguyên bản thế giới muốn giả mang nhiều lắm cơ hồ mỗi người cũng là vì chính mình lợi ích mà chiến. Tại mỗi lần đến một chỗ, đều biết gặp phải đủ loại đủ kiểu sự tình, lại đều sẽ bị một đám hám lợi đen lòng người ngấp nghé. Cái này khiến tô thần không thể không nhanh chóng rời đi, giữ lại tại chỗ có lẽ sẽ phát sinh càng nhiều cố sự, nhưng hắn cũng không phải thần giới người, không cần thiết vì định cư lại mà chọc phiền phức. Mà tại thổ trong nguyên thành, tô thần lại cảm thấy một tiên nguyên bản thế giới mới có trốn trở về cảm giác. Cái này có lẽ chính là văn minh lực hấp dẫn. Có thể, tô thần cũng sẽ không nhiều lời cảm tạ mặc dù chung vũ viêm trợ giúp hắn có thể còn có khác cân nhắc nhưng đối phương dù sao cũng là từng trợ giúp hắn người nếu là tương lai hắn có gì cần tô thần cũng sẽ tận lực cung cấp trợ giúp vậy ta ngày mai lại đi thổ nguyên học viện pháp thuật bên trong tìm ngươi tô thần cũng không có gấp gác nói cho đối phương biết chính mình ở tại nơi nào đương nhiên chung vũ viêm nếu là hữu tâm hắn nhất định có thể tìm được chính mình nhưng ở tô thần phát giác đối phương đang cố ý tìm kiếm mình nơi ở sau tô thần liền sẽ lập tức rời đi đối với thần giới người, tô thần bản năng vẫn ôm thái độ hoài nghi. Trung Vũ Viêm gật đầu một cái, hắn hơi chút suy xét một phen, đột nhiên có ý nghĩ. Thực phẩm đồ uống data test tinh phẩm đề cử data tai một data value 1903 mà hắn bây giờ mới nhớ, chính mình liền tô thần tên cũng không biết. Đúng, ta còn không biết xưng hô ngươi như thế nào. Bảo ta tô thần là được. Trung Vũ Viêm kích động nói, tô huynh đệ, nếu là ngươi nguyện ý, ngươi có thể tới thổ nguyên học viện pháp thuật bên trong nhậm chức. Bằng vào thực lực của ngươi, ta có thể vì ngươi xin, cho dù làm không được giáo thụ chức, nhưng làm một cái giảng sư vẫn là không có vấn đề. Ta tin tưởng lấy kinh nghiệm cùng thực lực của ngươi, tùy ý giảng thuật một chút kiến thức, liền đầy đủ để cho đám kia không xuất thế các học sinh được ích lợi không nhỏ. Trung Vũ Viêm có tâm tư như vậy có rất nhiều tầng cân nhắc. Đầu tiên chính là vì cùng Tô Thần sinh ra càng nhiều liên hệ, hắn đối với Tô Thần hết sức tò mò, nếu là có thể chung trách nhiệm, vậy hắn liền có thể quan minh chính đại nghiên cứu Tô Thần. Thứ yếu là hắn tin tưởng Tô Thần tương lai tất nhiên có thế có thành tựu. Hắn nếu là có thể đem tô thần kéo vào trong học viện, tương lai thành tựu đại năng thời điểm, học viện cũng có thể bởi vậy thơm lây. Cho nên hắn không muốn buông tha một thiên tài như vậy cùng một cái sống sờ sờ đào thoát ma thần án lệ. Tô thần có chút kinh ngạc, để cho chính mình cứ học viện làm giảng sư. Hắn cũng không dạy được những học sinh kia đồ vật gì. Dù sao mình cực kỳ đặc thù, hắn cũng không phải tu luyện ra. Hắn hoàn toàn là từng cái chém giết địch nhân, lấy thôn vệ chi lực thôn vệ lực lượng của đối phương từ đó thu hoạch được đề thăng. Đối với phương diện tu luyện, Kỳ thực Tô Thần cũng dốt đặt cán mai. Cái này, ta tương đối đặc thù, ta cơ hồ không cần tu luyện. Ta am hiểu là giết người. Tô Thần đàm luận lên lúc giết người 10 phần bình thản. Phản phất giết người tại trước mặt Tô Thần bất quá là tiện tay mà làm. Mặc dù Trung Vũ Viêm minh bạch tại trong thần giới giết người cướp của không thể bình thường hơn. Nhưng đàm luận chung quy là có chút để cho người ta sinh ra tâm tình rất phức tạp. Nhưng Tô Thần lại không có bất kỳ tâm tình gì. Trung Vũ Viêm cười khổ một hồi, kỳ thực cái này cũng có thể, ở trong học viện những người kia sống quá thư thích. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể nói cho bọn hắn, thế giới bên ngoài đến cùng là thế nào. Chương 355, được mời tiến vào học viện. Xen vào chung vũ viêm dạng này mời. Tô thần nghĩ nghĩ, quyết định tiếp nhận. Đầu tiên hắn ở trong học viện đích xác có thể cùng chung vũ viêm càng thêm tiếp cận, giữa hai bên có thế có tốt hơn hợp tác. Để cho hắn nhiều thí nghiệm mấy cái trận pháp. Thứ yếu, hắn đối với cái này thổ nguyên thành ấn tượng cũng không tệ lắm ở đây tiếp cận văn minh khai hóa trình độ tô thần cùng tiêu ninh tuyết đối với thần giới mặc dù biết một chút nhưng chân chính thần giới rộng lớn như vậy hắn từ thổ nguyên học viện pháp thuật trong thư viện cũng nhìn thấy toàn bộ thần giới đại khái tình huống ở đây cũng có thể hiểu càng nhiều chuyện hơn càng quan trọng chính là thổ nguyên học viện pháp thuật thư viện khoảng chừng năm tòa thú thành thư viện chi lớn dù sao cũng là một cái khổng lồ học viện chiếm một ba thổ nguyên thành thổ địa mà lại còn là chuyên môn dùng nghiên cứu chỗ học tập trong này tàng thư tự nhiên sẽ càng nhiều Tại trong thú thành, tô thần rồng rã nhìn gần thời gian một tuần, mới đưa bên trong sách vỡ toàn bộ thu nhận đi vào. Mà tại thổ nguyên học viện pháp thuật bên trong, tô thần đoán chừng phải muốn hơn một tháng mới có thể hoàn toàn thu nhận xong, thậm chí sẽ cần càng lâu thời gian. Cho nên hắn quyết định cuối cùng đáp ứng. Tô thần gật đầu một cái, có thể. Nhưng ta đầu tiên hay là muốn thí nghiệm trước trận pháp này. Dù sao ngươi cũng biết tình huống hiện tại, ngươi nếu là không sợ dẫn sói vào nhà, làm không tốt sẽ dẫm vào thú thành tai nạn tô thần quan tâm hơn chính là cái này ẩn thiên trận làm sao có thể tạo thành nếu là ẩn thiên trận kết thúc không thành lần nữa dẫn tới ác ma không chỉ có tô thần sẽ có nguy hiểm cũng dẫn đến toàn bộ thổ nguyên học viện pháp thuật có thể đều biết bị liên lụy chung vũ viêm nhíu mày hắn ngược lại là không có cân nhắc đến điểm này chủ yếu là gặp phải tô thần công việc này sinh sinh án lệ quá mức kích động khiến cho hắn hung hăng muốn mời chào tô thần đi vào lại quên đi tô thần bây giờ cũng là một cái đại phiền toái đây chính là bị ma thần để mắt tới người thú thành tiền lệ còn chưa tiêu tan đại hỏa còn tại thú thành lan tràn nhưng bây giờ hắn lại nói cự tuyệt chỉ sợ cũng có chút đắc tội với người hắn cười khổ ta đều quên chuyện này bất quá ngươi yên tâm ta nhất định sẽ tăng cường thu thập tài liệu đầu tiên nhường ngươi thoát khỏi ma thần truy tung cho dù năng lực của ta làm không được ta cũng sẽ để chúng ta viện trưởng đứng ra hiệp trợ ngươi viện trưởng tô thần nhíu mày hắn hướng về phía thổ nguyên thành còn chưa từng có càng hiểu nhiều hơn. Hắn đột nhiên nghĩ đến, đúng, ta tại cái này thổ nguyên nội thành nhìn thấy phong mạo, giống như không giống với những thứ khác thành trì. Ở đây, tự hồ có chút đặc biệt. Trung Vũ Viêm gặp Tô Thần cuối cùng đàm luận thổ nguyên thành. Hắn đắc ý nói, đương nhiên, đây chính là văn minh kết tinh. Tại thần giới khu vực khác, càng nhiều là ngươi lừa ta gạt, mạnh được yếu thua. Mà thổ nguyên thành thiết lập, nhưng là đến từ mấy cái gì thế giới các cường giả cùng cố gắng kết quả kỳ thực thần giới cũng không phải không có phát triển qua càng nhiều ma pháp khoa học kỹ thuật. Nhưng không người nào nguyện ý vì những thường dân kia trả giá, những ma pháp sư kia cùng linh vũ giả nhóm càng suy nghĩ nhiều hơn chính là như thế nào đề cao chính mình. Thẳng đến tiền nhiệm viện trưởng xuất hiện, hắn dẫn theo mọi người thành lập một thành phố này, hơn nữa quyết định rất nhiều đối với bình dân hữu hảo quy tắc. Ở đây cùng với những cái khác địa phương giả mang khác biệt, ta vẫn cho rằng thổ nguyên thành mới có thể là tương lai thần giới bộ dáng. Tô thần bừng tỉnh đại ngộ hắn liền nói vì cái gì thổ nguyên thành sẽ có cùng hắn nguyên bản thế giới cơ hồ trên lệch không bao nhiêu bộ dáng. Nguyên lai like nơi này cũng là như cùng hắn một dạng đến từ dị thế giới cường giả cùng thần giới người cùng nhau tạo dựng lên. Tại thần giới cái này văn hóa cùng đủ loại ma pháp linh lực cùng năng lực đụng vào nhau chỗ. Thành lập được dạng gì thành thị đều không đủ là lạ. Bất quá nơi này chỗ, mới là thích hợp nhất tô thần chỗ. Bán lẻ data test tinh phẩm đề cử data tai một data value 1914, tô thần cười cười, đã như vậy, vậy ta đi về trước chờ ngươi lúc nào cùng học viện nói xong, ta lại vào trách nhiệm. Còn có trận pháp kia, đừng quên. Trung Vũ Viêm lập tức nói, đương nhiên. Ta bây giờ liền đi xử lý. Nói xong, Trung Vũ Viêm liền rời đi. Mà Tô Thần bây giờ cũng không biện pháp thu thập đủ tất cả vật phẩm, đành phải đi về trước. Quán trọ bên trong. Tiêu Ninh Tuyết vẫn tại thử nghiệm khôi phục lực lượng. Thiên Oanh đem nàng khế ước không gian toàn bộ thiêu cháy, bao quát linh lực của nàng cũng không biện pháp sử dụng được nàng không ngừng muốn bước ra trong cơ thể mình linh lực nhưng vẫn làm không được cửa mở tô thần xuất hiện ở trước mắt nàng ngươi trở về tô thần gặp nàng vậy mà từ trên giường đứng lên vội vàng đi nâng tuyết tuyết ngươi như thế nào xuống giường tô thần kinh ngạc nói không có việc gì ta có thể tự mình đứng lên tiêu ninh tuyết trực tiếp đứng dậy tô thần rời đi bất quá một ngày thời gian tiêu ninh tuyết trong phòng vậy mà khôi phục nhiều như vậy tô thần không biết là tiêu ninh tuyết mỗi một lần động tác đều biết kèm theo đau đớn kịch liệt nhưng nàng nhẫn nại xuống dưới đúng ta tại học viện trong thư viện thấy được như thế nào trị liệu phương pháp của ngươi tô thần lập tức nói tiêu ninh tuyết kinh ngạc lấy thật sự tô thần trọng trọng gật đầu đương nhiên ta sẽ lừa ngươi sao mặc dù ta mới nhìn mấy ngàn quyển sách mà thôi nhưng cũng may phía trên có ghi chép như ngươi loại này tình huống mấy ngàn quyển sách tiêu ninh tuyết ngẩn ra nàng mặc dù tin tưởng tô thần nắm giữ loại năng lực nào đó đi trong thư viện hấp thu tri thức cũng thật không tệ nhưng nàng bây giờ mới hiểu được tô thần cái này không phải đọc sách đây là ăn sách a liền xem như ăn sách cũng không tốc độ nhanh như vậy tiêu ninh tuyết cũng bị kinh động tô thần cười nói yên tâm trong đó một bản bên trên ghi lại ngươi đây là bởi vì dị thú phóng xuất ra quá cường đại năng lực mà tu vi của ngươi mở ra khế ước không gian không đủ để tiếp nhận khế ước như vậy thú lại thêm thiên quanh năng lực có chút đặc thù đây mới là khế ước của ngươi không gian bị thiêu cháy căn cứ vào ghi chép mà nói chỉ cần tìm được một cái có thể thả xuống được thiên oanh khế ước không gian đem hắn từ trong cơ thể ngươi quá độ ra ngoài liền có thể triệt để giải phóng khế ước của ngươi không gian nhường ngươi khôi phục lại tiêu ninh tuyết như có điều suy nghĩ gật đầu nàng còn tưởng rằng là tô thần muốn tự an ủi mình mới nói ra tìm được phương pháp nhưng nghe tô thần lời nói tự hồ hắn thật sự phát hiện giải quyết vấn đề này khả năng hảo ta đều nghe lời ngươi tiêu ninh tuyết cuối cùng lộ ra nụ cười tô thần nghe nói như thế đầu lông mày nhướng một chút thật sự đều nghe ta tiêu ninh tuyết không hiểu ngươi không phải tìm được phương pháp sao ta chắc chắn nghe ngươi an bài tô thần cười hắc hắc vậy ta đây có cái tiểu an sắp xếp tô thần vỗ tay cái độc thân thể bên trong thả ra lực lượng trực tiếp đem cửa phía sau đóng lại ngươi muốn làm gì tiêu ninh tuyết đột nhiên sững sờ ở nàng giống như hiểu rồi cái gì chờ đã kỳ thực thân thể ta còn rất đau không động được ta vừa mới là lừa gạt ngươi bây giờ thật không đi tiêu ninh tuyết khuôn mặt có chút đỏ ửng bọn hắn tới thần giới đã lâu trước khi tiến vào thần giới hai người đã xác định một chút quan hệ chỉ là nàng còn chưa kịp tiếp nhận liền vội vàng đi lên đối với ma thần báo thù con đường tiếp đó hai người lại kinh nghiệm sự tình các loại không phải tô thần tê liệt chính là tiêu ninh tuyết xảy ra vấn đề bọn hắn đều quên thế giới này còn giống như có thể tồn tại ôn hòa mà nghe được tiêu ninh tuyết lời nói tô thần đột nhiên mộng gì ta nói là nghe ta an bài. Ngươi nên nghỉ ngơi. Chương 356, và thành này kẻ nắm giữ. Tô thần sửng sốt. Hắn vẫn nghĩ cũng là để cho tiêu ninh tuyết nghỉ ngơi nhiều. Cho dù nàng giống như đã khôi phục lại, có thể hành động. Nhưng hắn vẫn cảm thấy tiêu ninh tuyết không thể đa động. Nhưng tiêu ninh tuyết đột nhiên nói ra những lời này, để cho hắn có chút mộng bức. Nàng giống như hiểu lầm cái gì. Mà chính mình giống như cũng hiểu lầm cái gì. a à a à. Ta hiểu rồi. Tô thần cười. Tiêu Ninh Tuyết cũng ngây ngẩn cả người, nàng lập tức hiểu rồi Tô Thần ý tứ. Nhưng nàng mới vừa lời nói kia, giống như bại lộ cái gì. Lập tức, Tiêu Ninh Tuyết cũng không để ý đau đớn trên người, trực tiếp vọt tới trên giường nằm xuống, dùng chăn mền che lấy chính mình. Tô Thần cười cười, chỉ là tỉnh tọa xuống, lập tức tiến nhập minh tưởng bên trong, tại trước giường một mực thủ vệ Tiêu Ninh Tuyết. Ngày thứ hai giữa trưa, Tô Thần mở to mắt liền lập tức đi tới Thổ Nguyên Học viện pháp thuật bên trong. Hắn cùng Chung Vũ Viêm ước định xong, giữa trưa liền đi cửa học viện tụ hợp. Trung Vũ Viêm sẽ nói cho hắn biết học viện là không nguyện ý thuê mướn chính mình. Khi Tô Thần đến lúc, Trung Vũ Viêm cũng tại như thế đợi đã lâu. Ngươi rốt cuộc đã đến. Ta cùng viện trưởng đã đề cập tới tình huống của ngươi. Hắn đã đáp ứng. Trung Vũ Viêm kích động nói. Dù sao cũng là muốn tiếp nhận một cái bị ma thần người truy sát. Trung Vũ Viêm đương nhiên muốn cùng học viện viện trưởng nói rõ ràng. Tô Thần cũng tán thành Trung Vũ Viêm phương thức, chuyện này không cần thiết giấu giếm bị đuổi giết mà thôi, hắn cũng không phải cùng những người khác có thù. Vậy ta bây giờ liền nhậm chức. Trung Vũ Viêm gật đầu một cái, đương nhiên có thể, bất quá chúng ta viện trưởng nói muốn gặp gặp một lần ngươi. Tô thần không có ngoài ý muốn. Hắn đã biết được ở trong mắt bọn này lão học cứu tất cả có quan hệ với thần minh cố sự, cũng là bọn hắn sùng bái. Kỳ thực thổ nguyên học viện pháp thuật bên trong người văn minh, cùng phong sương đế quốc cùng với trong thánh quan đế quốc những cường giả kia cũng không có quá nhiều bản chất khác biệt, tất cả mọi người đều là truy cầu tu luyện tới tầng thứ cao hơn sức mạnh. Chỉ có điều một phương lựa chọn dùng bản thân phương thức tu luyện, một phương lựa chọn dùng giết người cướp của phương thức. Ngay sau đó, Tô Thần liền bị Trung Vũ Viêm đưa vào trong học viện. Mà trên người hắn, cũng chính là đeo một cái thuộc về Thổ Nguyên Học Viện Pháp thuật giảng sư Huy Chương. Có Huy Chương này tại, Thổ Nguyên Học Viện Pháp thuật phía dưới chôn giấu vô số trận pháp sẽ không thương tới đến hắn. Mà hắn cũng có thể tự do ra vào trong học viện càng nhiều khu vực. Lúc Tô Thần đi, Trung Vũ Viêm đột nhiên nói, đúng. Ngươi cái kia đọc sách thần kỹ, rất thích hợp ở trong học viện nhậm chức. Kỳ thực tại học viện chỗ sâu, còn có một cái chuyên môn cho giáo sư sử dụng thư viện, mặc dù diện tích không lớn, nhưng bên trong ghi chép cũng là học viện thu thập trân quý nhất sách. Đương nhiên, cũng có một chút không thích hợp kỳ nhân, trong đó có liên quan tới hắc ám ma thần tính ngưỡng cùng năng lực. Nếu là ngươi cảm thấy hứng thú, có thể đi xem. Tô thần trong mắt lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú tinh quang. Hắn từ trong thú thành bị hắc ám ma thần truy sát, Đến bây giờ đều không rõ ràng Hắc Ám Ma Thần đến cùng là dạng gì tồn tại. Lại Hắc Ám Ma Thần nắm giữ những cái kia lực lượng pháp tắc hắn cũng không rõ ràng. Nếu là có thể từ nơi nào hiểu được liên quan tới Hắc Ám Ma Thần sự tình tự nhiên tốt hơn. Ta lại nhìn hai người trò chuyện với nhau Thổ Nguyên Học viện pháp thuật bên trong sự tình. Rất nhanh liền đạt tới học viện giáo sư nhóm văn phòng khu vực. Mà học viện viện trưởng liền tại đây tòa cao ốc tầng cao nhất bên trong. Tô thần tiến vào bên trong, trước tiên liền thấy được cửa vào một cái giống thang máy đồ vật vật này nếu như ta không có đoán sai phải gọi thang máy a à? chung vũ viêm kinh ngạc một chút thang máy cái gì là điện chúng ta đem cái này có thể thẳng đứng lên xuống gian phòng gọi thẳng tới phát trận chỉ cần đứng ở bên trong muốn đến tầng lầu đó yên lặng nói thầm liền có thể đến tô thần nhún vai vậy được rồi hắn không nghĩ tới tại thổ nguyên nội thành thậm chí ngay cả cái đồ chơi này đều làm ra tới không hổ là ma phát khoa học kỹ thuật sáng tạo thành thị nhưng nghĩ đến tô thần tại thế giới tất cả khoa học kỹ thuật kỳ thực cũng là vây quanh đủ loại nguồn năng lượng sáng tạo. Giống như điện lực một dạng, chỉ cần có thế phát ra động lực, liền có thể khu động đủ loại khoa học kỹ thuật vật phẩm. Mà tại trong thần giới, nắm giữ so điện lực càng thêm đồ thuận tiện. Ma lực cùng linh lực. Những đồ chơi này có thể bị tăng thêm vào trên vật thể, tự nhiên là có thể tạo thành động lực. Lại thêm chi thần giới nhân khẩu cùng văn hóa càng thêm khai phóng, làm ra thứ này không thể bình thường hơn được. Tô thần cùng chung vũ viêm tiến vào bên trong, nói thầm tầng cao nhất hai người trong nháy mắt đạt tới một cái trong tiền thính. Trung giáo sư. Một người thủ vệ tại cửa ra vào người mở miệng hô, viện trưởng cũng tại bên trong chờ đợi đã lâu. Trung vũ viêm lễ phép đáp lại sau. Hai người bước vào bên trong phòng làm việc của viện trưởng. Tô thần cuối cùng gặp được nắm giữ thổ nguyên nội thành quyền lợi cao nhất người. Thổ nguyên thành tất cả ma pháp khoa học kỹ thuật đều đến từ thổ nguyên học viện pháp thuật, hắn thiết lập cũng là lấy học viện pháp thuật làm cơ sở mở rộng mở. Cho nên thổ nguyên thành nói là một cái thành thị, không bằng nói là học viện pháp thuật quy thuộc kiến trúc. Viện trưởng đưa lưng về phía hai người, nghe được hai người sau khi đi vào. Hắn mới mở miệng, ngươi chính là tô thần sao? Tô thần nheo mắt lại, lập tức trong mắt của hắn xuất hiện viện trưởng tài liệu cạn kẻ. Tên, Nguyên Hàng Lâm. Chủng tộc, nhân tộc. Đẳng cấp, cửu đoạn lục phẩm. Tu luyện nghề nghiệp, nguyên tố triệu hoán sư. Nguyên tố triệu hoán sư. Tô thần lại gặp được một cái đặc thù chức nghiệp giả. Lại đối phương chỉ tu luyện cái này một cái nghề nghiệp ngươi thật giống như, có thể xem thấu ta. Người viện trưởng kia đột nhiên nói. Để cho tô thần hơi kinh ngạc. Hắn nhưng là sử dụng hệ thống nhìn, đối phương làm sao có thể phát hiện. Tô thần lập tức hiểu được. Người viện trưởng này là đang lừa hắn. Bán lẻ data test tinh phẩm đề cử data tai một data value 1914, quả nhiên, tại trong thần giới có thể thành lập được dạng này một tòa văn minh thành thị người. Tuyệt không phải mặt hàng đơn giản. Tô thần rõ ràng chính mình làm ra bất kỳ động tác gì đều không dùng chỉ có giả vờ ngớ ngẩn đứng ở nơi đó cái gì viện trưởng lúc này mới đưa cái ghế chuyển động tới nhắm ngay hai người tô thần lúc này mới có thể thấy rõ ràng cái này thổ nguyên thành thực tế trưởng thống giả diện mạo để cho tô thần cảm thấy kinh ngạc chính là cái này thổ nguyên thành viện trưởng chân chính diện mạo lại là một cái cùng niên kỷ của hắn xấp xỉ người thanh niên ha 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 ta đùa giỡn nguyên hàng lâm cười ha ha bởi vì hắn gặp được tô thần trong mắt kinh ngạc hắn đích thật là đang gạt tô thần nhưng ở nhìn thấy tô thần kinh ngạc phản ứng sau, hắn biết đối phương cũng không phải trước đó từng biết rõ hắn người. Nguyên Hàng Lâm cũng làm cho Trung Vũ Viêm đừng nói cho tô thần tình huống tật của mình. Đây hết thảy bất quá là vì thăm dò tô thần. Mà tô thần phản ứng đã vượt qua kiểm tra rồi. Lập tức Nguyên Hàng Lâm mở miệng nói tới tô thần nhậm chức chuyện. Ta nhìn ngươi năng lực, tự hồ là đang bảy đoạn nhị phẩm ở giữa. Ngươi là nghề nghiệp gì? Ta nghe Trung Thúc nói ngươi nghề nghiệp vẫn rất đặc thù, không có cách nào dạy người. Có thể nói một chút sao? Tô Thần lắc đầu. Hắn thông vệ thể sự tình, không có cách nào cùng bất luận kẻ nào nói rõ. Cho dù Trung Vũ Viêm cùng Nguyên Hàng Lâm nhìn như không giống sẽ hại chính mình. Nguyên Hàng Lâm khép lại hai tay, cũng biết có ít người nghề nghiệp cũng không thích hợp gặp người. Huống chi Tô Thần tình huống càng thêm đặc thù. Vậy chúng ta liền nói chuyện, liên quan tới ngươi bị ma thần đuổi giết tình huống A. Chương 357, hắn không thể dạy thực chiến ai có thể dạy. Gặp Nguyên Lạnh Rừng cuối cùng nói tới ma thần sự tình, Tô Thần liền đem tại trong thú thành phát sinh sự tình đơn giản thuật lại một lần. Hắc ám ma thần, nguyên lạnh rừng kinh ngạc đạo, trưởng không hắc ám pháp tắc tôn kia. Nghe là hắc ám ma thần đang đuổi giết Tô Thần. Nguyên lạnh rừng cẩn thận suy tư một hồi, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. Tô Thần không hiểu, ngươi là đối với hắc ám ma thần có cái gì giải sao? Nguyên lạnh rừng lắc đầu, nói là hiểu rõ cũng không toàn diện. Nhưng ta cùng hắn có chút ngọn nguồn. Cửu đoạn thần huyết, ngươi cũng đã biết tô thần gật đầu, có chút hiểu, gặp được mấy cái cửu đoạn. Tự hồ đến cửu đoạn sau đó, thể nội đều sẽ có thần huyết. Nguyên lạnh rừng gặp tô thần như thế kiến thức bao rộng, cũng công nhận tô thần. Hắn hẳn là có thể là một cái hảo giảng sư. Sau đó nguyên lạnh rừng vương tay ra. Hắn cái này trẻ tuổi khuôn mặt phía dưới, đưa ra tay lại hết sức già nua. Cánh tay kia phía trên có mấy cái màu đen mạch lạc, tự hồ máu của hắn đều là do màu đen cấu tạo mà thành. Kỳ thực, thần huyết không nhất định là thần minh huyết mạch, chân chính thần huyết chỉ là bị xen lẫn lực lượng phát tắc huyết dịch mà thôi. Nắm giữ thần huyết, liền đại biểu cho hắn có thể sử dụng ra tương ứng lực lượng phát tắc. Mà ta thần huyết, chính là đến từ hắc ám pháp tắc chỗ bám vào huyết dịch. Ta đối với hắc ám pháp tắc lực lượng nguyên tố càng thêm thân thiết. Cái gì? Tô thần hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng tìm được một cái có thể trợ giúp hắn tránh né người hắc ám ma thần. Kết quả tìm được người tu luyện chính là hắc ám ma thần pháp tắc vậy người này có thể hay không trực tiếp đem hắn hiến tế đổi lấy cho hắc ám ma thần sức mạnh tô thần lập tức nhiều một cái tâm tư nguyên lạnh rừng gặp tô thần kinh ngạc nhanh chóng giải thích nói ngươi hiểu lầm ta chỉ là tu luyện hắc ám pháp tắc mà thôi cũng không đại biểu ta sẽ tôn kính hắc ám ma thần kỳ thực ma thần cùng thần minh không cũng không khác biệt gì nói là ma thần chỉ là kỳ hành vì tác phong càng thêm ngoan lệ tô thần buông tay đối với những thứ này hắn cũng không phải là rất rõ ràng kỳ thực tô thần cũng sẽ không thật sự bởi vậy đối với nguyên lạnh rừng bài xích bởi vì trên người hắn cũng có hắc ám pháp tắc sức mạnh không có việc gì ngươi chỉ cần biết ta chỉ là tu luyện hắc ám pháp tắc cũng không đại biểu ta lại bởi vì lực lượng pháp tắc mà làm hại cùng ngươi không chỉ có ta sẽ không làm hại ngươi ngược lại là ngươi bị hắc ám ma thần truy sát chuyện này sẽ để cho ta càng thêm cảm thấy hứng thú còn có ngươi nhắc tới hắc ám pháp tắc chân chính công dụng ta bây giờ mới hiểu được cái này lực lượng pháp tắc đến cùng làm như thế nào dùng nguyên lạnh rừng sau khi nói xong liền lấy ra một tấm công văn đưa cho tô thần tốt ngươi đi xuống trước đi ngươi bây giờ chính là được bổ nhiệm làm thổ nguyên học viện pháp thuật mời riêng giảng sư ngươi sau đó phụ trách chương trình học chính là thực chiến khóa ước chừng tại mỗi thứ tư tiến hành ta sẽ an bài lớp học thời gian còn lại ngươi cũng có thể tới ta chỗ này hoặc chung giáo sư đi đâu nghiên cứu ẩn thiên trận tô thần đồng ý thổ nguyên học viện pháp thuật cực kỳ lỏng lẻo mỗi cái giảng sư hoặc giáo thụ cơ hồ đều chỉ việc làm một ngày thời gian còn lại cũng là chính mình. Bởi vì trong thần giới sẽ không tồn tại nhà tư bản, nếu thật đi bóc lột những người tu luyện kia, sau một khắc chỉ sợ cũng sẽ có người đeo đao tới cửa. Tô thần trở về cùng tiêu ninh tuyết giảng thuật ở đây phát sinh sự tình sau. Lại quen thuộc một chút trong học viện hoàn cảnh. Chung võ viên mang theo hắn xem giáo sư thư viện, lại dẫn hắn hắn tương lai việc làm địa điểm. Không có mấy ngày nữa thời gian, chính là thứ tư. Hắn muốn lên cương vị thao tác. Tô thần cũng là lần thứ nhất làm giảng sư, cũng không rõ ràng làm như thế nào dạy người thực chiến. Một ngày này, Chung Võ Viêm mang theo mấy cái cùng Tô Thần một dạng thực chiến giảng sư cùng nhau đi tới thao trường. Bọn hắn là tới quan sát mới giảng sư chương trình học. Cái này cũng là trong học viện thao tác thông thường, trên mặt nổi để cho mỗi giảng sư ở giữa học hỏi lẫn nhau tiến bộ. Trên thực tế, mỗi một cái giảng sư đều có ý nghĩ của mình. Lại dạy bảo học sinh hiệu quả tương đối là bọn hắn tranh thủ học viện tài nguyên nghiên đường tắt duy nhất. Mới thi triển giảng sư. Các ngươi gặp qua sao? có mặt người ngoại trừ chung võ viêm cái này tô thần người tiến cử bên ngoài. Còn có hai cái thực chiến giảng sư. Bách lão sư, nếu nói thực chiến bên trên, vẫn là lấy ngươi vi tôn. Mặc dù ngươi mới bảy đoạn lục phẩm, thế nhưng là ngươi đã từng cùng một đầu bảy đoạn cửu phẩm dị thú một trận chiến đều không rơi vào thế hạ phong. Chính là bằng vào ngươi đủ loại đấu võ kỹ xảo phối hợp, đem hắn chém rụng. Đây chính là đến gần vô hạn tại tám đoạn dị thú. Thế gian có thể làm được ngươi dạng này cơ hồ là vượt cấp mà chiến người chỉ sợ không có nhiều. Bách lão sư không ngừng khoát tay, một bộ kim tốn bộ dáng. Nhưng hắn trên mặt lại viết đầy tự ngạo. Không không không, ta cái kia bất quá thật đơn giản vượt cấp mà chiến, cái kia dị thú cũng liền nhiều ta tam phẩm mà thôi. Lại những dị thú kia, cũng là không có đầu óc gia hỏa, cùng bọn chúng chiến đấu chỉ cần hơi làm cho chút ít kỹ năng, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thật muốn luận thực chiến phương diện, vẫn là Dương lão sư ngươi tương đối mạnh. Ngươi có thể bị ba cái bảy đoạn người vây quanh, lấy đánh ba, còn phản sát một cái, bức lui hai người cái kia chiến tích mới đáng giá khoe khoang. Dương lão sư cười ha ha. Hai người thương nghiệp lẫn nhau khen bên trong, tô thần mới chậm rãi mà đến. Giáo dục huấn luyện data test tinh phẩm đề cử data tai một data value 1910, bọn hắn gặp một lần tô thần, đều lộ ra kinh ngạc cùng nhạo bán sắc mặt. Một là tô thần xem như giảng sư, ít nhất cũng có bảy đoạn trình độ. Nhưng tô thần niên kỹ nhìn qua lại hết sức trẻ tuổi, tự hồ bất quá chừng 20 diện mạo. Nhưng bọn hắn nghĩ tới nguyên viện trưởng, đối với người trẻ tuổi nắm giữ tu vi như vậy cũng không đủ là lạ. Nhưng nhỏ như vậy số tuổi, tới làm thực chiến giảng sư. Đây không khỏi có chút quá trò đùa a. À. Điều này không khỏi làm hai người hoài nghi, tô thần giết qua người sao. Nếu ngay cả người đều không giết qua, tới làm thực chiến giảng sư liền nói không đi qua. Chung võ viêm ngược lại là đối với tô thần ôm lấy 10 phần lòng tin. Thú thành chiến dịch, chết bao nhiêu người. Ma thần truy sát đều có thể trốn ra được gia hỏa. Nhất lên giết người căn bản vốn không chớp mắt dạng này người đều giảng không được thực chiến, vậy còn có người nào có thể dạy thực chiến? Chỉ là những thứ này tin tức, chung võ viêm cùng nguyên lạnh rừng cũng không có đã nói với bất luận kẻ nào. Bọn hắn đều tin tưởng tô thần có thể làm được. Khi tô thần đến sau, nhìn thấy chung võ viêm liền 10 phần lễ phép gật đầu thăm hỏi. Hắn cũng coi như là trong học viện người. Xem như giảng sư thân phận lần nữa đối đầu chung võ viêm giáo thụ chức danh, hắn tự nhiên muốn phù hợp thân phận của mình. Chung võ viêm nhanh chóng lắc đầu, người ta cũng là trong học viện giáo chức, không cần đa lễ. Giới thiệu một chút. Bách lão sư, Dương lão sư. Tô thần nhao nhao gật đầu. Mà hai người này mặc dù cảm thấy Tô thần có thể không thể có thể gánh vác, nhưng thấy Chung Võ viêm thái độ đối đãi Tô thần, đại khái hiểu rồi Tô thần có lẽ là một cái cá nhân liên quan. Cái này tài học trong nội viện cũng rất phổ biến. Tính toán, xem ở Chung giáo sư mặt mũi, các loại vẫn là để hắn nhìn qua thể diện điểm. Nếu là hắn thật sự dạy không tốt, cũng phải tán dương một phen, không thể kéo Chung giáo sư mặt mũi. Dương lão sư tại bách lão sư bên tai nhỏ giọng nói. Nhưng tô thần nghe cảm giác vô cùng tốt, có chút ngoạn vị nhìn về phía hai người. Chương 358, luận trang bức ta cho mát điểm. Bách lão sư gật đầu một cái. Ở trong học viện làm giáo sư, mặc dù đều có quan hệ cạnh tranh. Nhưng tô thần dù sao cũng là trung giáo sư giới thiệu người. Nếu là thật cùng tô thần trở mặt, đối với mấy người trên mặt mũi rất khó coi. Tô thần trực tiếp giả vờ không có việc gì phát sinh. Trung Vũ phim đã cùng hắn nhắc qua, dạy học chất lượng và học viện tài nguyên ưu tiên thành có quan hệ trực tiếp. Hai người này có cạnh tranh tư tưởng rất bình thường. Nhưng Tô Thần lại không cần tài nguyên ưu tiên. Hắn tu luyện hoặc cần bất kỳ vật gì, cơ hồ đều là dựa vào giết người. Tuy nói thực chiến bên trên hắn có lẽ am hiểu hơn, nhưng dạy bảo người phía trên, hắn hoàn toàn một mặt mờ mịt. Chỉ có thể là giảng một chút tâm đắc của hắn mà thôi. Khi Chung Vũ Viêm giới thiệu xong sau, mấy người hàng huyên vài câu liền hướng học sinh đội ngũ đi đến. Thổ Nguyên Học viện Pháp thuật học sinh chia làm 3 cái niên cấp. Học viện chỉ lấy ghi chép 18 tuổi sau đó 3 đoạn trở lên nhân giáo đạo 6 năm, mỗi 2 năm thăng một cấp. Mỗi 2 năm thu lấy học sinh dựa theo nghề nghiệp chia làm 5 cái lớp học, trong đó ma pháp bang có 3 cái, còn lại vì linh lực bang cùng phối hợp nghề nghiệp lớp học. Bất quá tại trên thực chiến, vô luận là sử dụng ma pháp vẫn là linh lực hay là giống gọi thú sư đặc thù như vậy nghề nghiệp đều cần tham dự thực chiến. Cho nên bọn hắn thống nhất để cho thực chiến giảng sư dạy bảo mà tô thần cùng mấy cái khác giảng sư sẽ thay phiên lên lớp chỉ là hôm nay là tô thần ngày đầu tiên nhậm chức này mới khiến hai cái thực chiến giảng sư quan sát tô thần đến sau đó liếc mắt nhìn chỗ lớp học đây là học viện năm thứ ba học sinh mỗi một cái cơ hồ cũng có bốn năm đoạn thực lực thậm chí có lục đoạn người ở trong đó thổ nguyên học viện pháp thuật tại toàn bộ nguyên thổ đế quốc cũng là mười phần nổi danh rất nhiều người mộ danh mà tới đây bên trong đến trường hoặc là học tập tri thức hay là tới đây mở rộng nhân mạch trong đó học sinh có rất ít hàng môn chi sĩ. Phần lớn là một chút nguyên thổ đế quốc tất cả đại gia tộc nhi nữ. Bất quá ở đây, học viện cũng là đối xử như nhau. Vô luận ai phạm tội, nếu là bị xử lý sẽ lệnh cưỡng chế nghỉ học. Cho nên ở trong học viện, giáo sư nắm giữ cao nhất quyền lợi. Khi tô thần cùng chung giáo sư còn có hai cái giảng sư cùng nhau đến lúc. Người đứng ở chỗ này không giống phía trước tô thần gặp phải những học sinh kia cười tuê toét Mỗi người đều mười phần nghiêm túc đứng vững, sợ bị phát hiện một điểm sai lầm. Tô Thần quét nhìn qua một mắt, phát hiện trong mắt những người này đều mang hiếu kỳ cùng ước mơ. Chân chính học tập cùng quá trình tu luyện là cực kỳ khô khan. Mà đối với những thứ này bị học viện tháp nhà còn có mỗi cái gia tộc bảo hộ lấy người. Bọn hắn chưa bao giờ được chứng kiến chân chính thực chiến, cũng rất ít cùng người làm địch. Cho nên bọn hắn duy nhất có thể tiếp xúc chiến đấu tràn diện cũng chính là thực chiến khóa. Chung giáo sư ho khan hai tiếng, để cho Tô Thần tiến lên đây. Vị này là học viện mới nhậm chức thực chiến giảng sư, Tô lão sư kế tiếp hắn sẽ vì các ngươi thượng đẳng một đường thực chiến khóa. Ta hy vọng các ngươi muốn so dĩ vãng càng thêm nghiêm túc nghe giảng, Tô lão sư trải qua chiến đấu, hoàn toàn không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Hắn có thể tới học viện chúng ta dạy bảo các ngươi thực chiến, là học viện vinh hạnh. Trung Vũ Viêm tại giới thiệu Tô thần lúc, trong giọng nói cực điểm khích lệ. Cái này khiến ở bên Bách lão sư Dương lão sư đều có chút không nhìn nổi. Cái gì? Tô thần kinh nghiệm chiến đấu không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Này lại có cái gì chiến đấu? hai người không tin, trẻ tuổi như vậy Tô Thần sẽ kinh nghiệm cái dạng gì liều mạng tranh đấu chiến đấu, nhiều lắm thì cùng một chút người cùng đẳng cấp luận bàn. Nhìn xem Tô Thần niên kỹ, có lẽ cũng không bằng phía dưới học sinh lớn. Trung giáo sư nói như thế, tự hồ có chút đạp bọn hắn những thứ này thực chiến giảng sư đến cho Tô Thần đứng đài ý vị. Dương lão sư một mặt ý vị thâm trường, lập tức hướng về phía bên cạnh Bách lão sư nói. Bách lão sư, ta có chút không nhìn nổi. Không phải liền là hắn kéo vào được người sao? Cần phải khích lệ như vậy phải biết ngươi mới là học viện chúng ta bên trong thực chiến kinh nghiệm phong phú nhất, trung giáo sư dạng này giảng ít nhiều có chút không cho bách lão sư mặt mũi ngươi a. À. Dương lão sư ở một bên đổ dầu vô lửa. Bách lão sư trên mặt không thèm để ý, nhưng trong lòng lại không còn gì để nói. Không phải ngươi vừa mới nói nhiều ít muốn cho tô thần một điểm mặt mũi sao. Nhân gia trung giáo sư người mang tới, khích lệ hai câu thế nào. Bây giờ châm ngòi thổi gió, muốn cho hắn đi lên làm chim đầu đàn đi cho tô thần một hạ mã uy. Bách lão sư đối với dương lão sư niệu tính quá hiểu. Mặc dù hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại suy nghĩ để cho hắn đi thí nghiệm một chút tô thần tài năng. Bách lão sư mới không có ngốc như vậy, chỉ là khẽ gật đầu, đích xác, bất quá chung giáo sư đều tán dương như vậy, có thể nhân gia thật có có chút tài năng. Dương lão sư một mặt cười ngượng ngùng. Trong lòng thầm nhủ, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói tô thần đúng như chung giáo sư trong lời nói khoa trương như vậy. Chính ngươi tin sao? Dương lão sư không dám thật đối với bách lão sư nói ra lời nói này chỉ là hai tay cắm vào trong túi quần, thì nhìn tô thần như thế nào biểu diễn. Phía dưới học sinh nghe được chung giáo sư mấy câu nói như vậy ngữ, cả đám đều trợn to hai mắt, muốn kiến thức một chút tô thần rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Tô thần rồi mới từ chung vũ viêm đứng phía sau đi ra lộ ra một mặt mỉm cười. Ngạch! Ta cũng không rõ ràng làm như thế nào dạy các ngươi. Bởi vì ta chưa từng dạy qua người. Bất quá, đối với chiến đấu và giết người phương diện ta ngược lại thật ra rất lành nghề, đáng tiếc hiện tại là tại trong học viện, đối với kỹ xảo giết người phương diện không tiện lắm biểu thị. Cho nên ta chỉ có thể cùng các ngươi giảng giải một chút ta trải qua chiến đấu. Tô thần bình thản nói. Nhưng những lời này, trực tiếp để cho các học sinh cao triều. Trong lúc nhất thời, phía dưới học sinh bắt đầu cùng nhìn nhau nói lên tin đồn. Thực chiến giảng sư, không biết dạy thế nào người. Nhưng giết người lành nghề. Cái bước này, ta cho mát điểm. Học sinh bên trong có một cái mập mạp đồng học duỗi ra ngón tay cái. Thực chiến giảng sư, không phải liền là dạy bảo bọn hắn thế nào giết người sao? Giáo dục huấn luyện data test tinh phẩm đề cử data tai một data value 1910 không. Dùng học viện mà nói, hẳn là cùng người đối chiến. Nói thẳng giết người vẫn là quá mức trực tiếp. Bọn hắn là người văn minh, không thể nói như vậy. Nhưng Tô Thần một cái từ trong biển máu giết đi lên người, tự nhiên không có nhiều như vậy hạn chế. Mà Tô Thần lời nói cũng làm cho Bách lão sư cùng Dương lão sư một hồi kinh ngạc. Cái này Tô lão sư giống như hơi quá tại muốn biểu hiện mình hắn chẳng lẽ không biết tại học sinh trước mặt không thể quá khoa trương sao còn chỉ hiểu giết người nếu là đám kia học sinh để cho hắn xem thoáng qua giết người năng lực cái này há chẳng phải là lúng túng dương lão sư lần nữa chửi bậy đến bách lão sư lại chật lưỡi nói chật chật còn quá trẻ bất quá ta hướng về phía mới tới lão sư ngược lại có chút hảo cảm thổ nguyên học viện pháp thuật những năm gần đây phương thức dạy dỗ quá mức văn minh vốn là thần giới cũng không phải là văn minh nên phát triển nơi chốn tại nguyên thổ đế quốc có thể còn tốt một chút, thế nhưng là tại cái khác quốc độ, giết người cướp của mới là chuyện thường. Ở đây điểm này đều không thần giới. Bách lão sư tự hồ bị gọi lên hắn đã từng còn không có xem như thổ nguyên học viện pháp thuật giáo sư lúc chuyện cũ. Mà dương lão sư kinh ngạc nhìn về phía bách lão sư. Ngươi còn đối với hắn có hảo cảm. Chương 359, đánh lén đây là thực chiến đi. Dương lão sư mộng, ta không phải mặt trận thống nhất sao? Ta ở bên cạnh gây rối, ngươi đi lên để cho tân lão sư bị chút ngăn trở, tiếp đó ta lại ra mặt để cho tân lão sư mặt mũi để cho dễ nhìn. Dương lão sư cái này hảo hai đầu đều được lợi. Vừa chiếu cố tân lão sư cùng chung giáo sư mặt mũi, lại có thể nổi bật thực lực của mình. Nhưng bây giờ bách lão sư tự hồ cũng không muốn ra tay. Thật sự để cho tô thần biểu diễn một phen. Vậy bọn hắn hai người chẳng phải là thật muốn bị tô thần đạp để cho hắn biểu hiện mình. Bách lão sư chỉ liếc qua một cái bên cạnh dương lão sư liền biết trong bụng hắn mặt nín cái gì hỏng. Đem so sánh cùng dương lão sư, Cách lão sư còn thật đúng lấy mới tới Tô Thần có chút hảo cảm. Tô Thần sau khi nói xong, liền bắt đầu dạy bảo lên ban sơ lý luận. Đầu tiên, nếu như các ngươi bên ngoài gặp phải địch nhân, chuyện nên làm nhất là cái gì? Tô Thần mặt hướng tất cả học sinh hỏi. Vừa nghe đến là vấn đề này, rất nhiều thực chiến khóa giảng sư cũng không biết nói qua bao nhiêu lần. Lập tức liền có người đáp thăm dò rõ ràng đối diện nghề nghiệp cùng năng lực. Sau đó lại là một đống lao nhau. Cái gì gặp địch trước tiên kiểm tra tình huống, nếu là tương đối quen thuộc băng tuyết nguyên tố, khẳng định muốn tìm băng tuyết bao trùm chỗ chiến đấu còn có nói xem có người hay không có thể cùng chính mình một khối chiến đấu lôi kéo minh hữu lại có nói từng bước thăm dò cùng đối phương chào hỏi tô thần nhất nhất gật đầu những thứ này cũng có thể bất quá các ngươi chỉ suy tính một loại tình huống cùng mình ngang hàng địch nhân chiến đấu hơn nữa các ngươi cảm thấy có đánh tô thần nhớ tới hắn giết chết người dạy bảo những thứ này không có trải qua thực chiến người để cho bọn hắn thăm dò thận trọng từng bước phát huy sở trường của mình cũng không có tác dụng. Chiến đấu chân chính, nhìn như rất nhiều tình huống. Kỳ thực chỉ có hai loại tình huống. Đánh thắng được cùng đánh không lại. Đánh thắng được, không thể nói, đem chính mình sở hữu ác chủ bài toàn bộ dùng đến, đem tất cả tiềm tàng địch nhân đều giết chết. Tại thần giới tuyệt đối đừng cảm thấy mình rất mạnh, những cái kia bị người yếu hơn mình phản sát án lệ nhiều vô số kể. Mà đánh không lại thì càng không thể nói, lập tức chạy, không nên do dự cùng chần chờ. Chạy chậm một chút, đều là đối với sinh mạng mình không tôn trọng. Tô thần chậm rãi giảng đạo. Phía dưới các học sinh sau khi nghe xong, đều lộ ra kinh ngạc cùng kinh bỉ thần thái. Cái này mới tới giảng sư là nói thứ gì? Đánh không lại liền chạy. Đánh thắng được còn tất cả ác chủ bài toàn bộ dùng ra đi. Đây không phải nói nhảm sao. Hơn nữa trực tiếp chạy cũng quá túng, chân nam nhân, ai chiến đấu sẽ trốn. Bọn hắn tu luyện không phải là vì một khỏa chiến đấu tâm tư sao. Tô thần gặp các học sinh cũng bắt đầu xì xào bàn tán, tự hồ đối với này chẳng thèm ngó tới. Phía trước còn tán dương tô thần bức trang mượt mà cái kia béo học sinh giờ khắc này ở phía dưới thảo luận kịch liệt nhất. Vừa rồi ta còn cảm thấy lão sư này chắc có ít đồ. Bây giờ ta mới hiểu được, lão sư này hoàn toàn là đang nói bậy. Vẫn là bách lão sư cùng dương lão sư dạy dỗ toàn diện, nhân gia mới thật sự là trải qua đánh giết, nếu thật như người lão sư mới này nói tới, vậy chúng ta cái này thực chiến khóa có ý nghĩa gì? Không phải liền là vung kỹ năng và chạy trốn sao? Ai đây sẽ không, Tô Thần thấy thế, trực tiếp đưa tay hướng về phía phía dưới cái kia thảo luận kịch liệt nhất mập mạp. Ngươi, đi lên. Tô Thần hiểu rồi, cùng bọn hắn nói rõ lý lẽ luận vẫn là không cách nào chân chính dạy cho bọn hắn. Chỉ có chiến đấu chân chính, mới có thể để bọn hắn minh bạch. Cái kia mập mạp chép miệng, tu sửa lão sư chỉ hướng hắn, rõ ràng chính mình muốn bị xem như chim đầu đàn. Bất quá mập mạp này cũng không phải dễ treo. Phải biết, hắn nhưng là học viện năm thứ ba học sinh, tu vi khoảng chừng lục đoạn tam phẩm mạnh lại trên thân còn có rất nhiều gia tộc lưu truyền xuống bí thuật cùng ác chủ bài. Người lão sư mới này muốn cầm hắn tới khai đao, cái kia cũng muốn nhìn hắn có hay không hảo gây. Còn lại đồng học nhìn thấy tô thần chỉ hướng là mập mạp, cả đám đều lộ ra biểu tình nhìn có chút hả hê. Bọn họ cũng đều biết, mập mạp này thế nhưng là năm thứ ba bên trong nổi danh đau đầu. Lại đồng dạng lão sư thật đúng là không chắc chắn có thể để cho hắn khuất phục, cho dù tân lão sư bảy đoạn trình độ tuyệt đối có thể ngược mập mạp. Nhưng bọn hắn cảm thấy tô thần chắc chắn cũng sẽ trả giá đắt thực chiến khóa, chỉ có chiến đấu mới đẹp mắt nhất, lập tức từng cái học sinh cũng bắt đầu ồn ào lên. Đến bây giờ, Tô Thần cũng minh bạch vì cái gì mỗi người giáo viên mới khi đi học đều cần lập uy. Thật sự là phía dưới học sinh cũng không hiểu, mà giáo sư lại không cách nào chân chính tự thân dạy dỗ. Không thể làm gì khác hơn là dùng lập uy hình thức tới để cho bọn hắn minh bạch, cái gì gọi là tình huống thực tế. Mập mạp sau khi đi lên, Tô Thần liền lập tức dùng hệ thống đảo qua đối phương. Cho dù đối mặt người yếu hơn mình, Tô Thần cũng sẽ không kinh thị tên, Ngụy Hoành. Chủng tộc, nhân tộc. Đẳng cấp, lục đoạn tam phẩm, lục đoạn nhất phẩm. Nghề nghiệp, pháp sư, vũ đấu giả. Tô thần hừ nhẹ một tiếng. Trò chơi data test tinh phẩm đề cử data tai một data value 1913, tiểu tử, trên mặt nổi gia hỏa này chỉ là một cái pháp sư. Trên thực tế vẫn còn vụn trộn tu luyện vũ đấu giả nghề nghiệp. Có lẽ đây là nhà hắn tộc nhân trong âm thầm dạy bảo hắn, tại học viện pháp thuật bên trong học tập ma pháp, trở về tinh tiến vũ đấu giả năng lực lại thêm gia tộc của hắn bên trong tiếp viện pháp khí đạo cụ các loại. Người này thật đúng là không đơn giản. Bất quá đối với Tô Thần tới nói, Ngụy Hoành lại mạnh cũng vô dụng. Tại chính thức trước mặt cường giả, che giấu mình nhiều hơn nữa thực lực cũng không có ý nghĩa. "Lão sư, chúng ta muốn đánh như vậy." Ngụy Hoành một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Tô Thần không có trả lời, trực tiếp một cước đạp lên mặt đất. Thổ Nguyên Học viện pháp thuộc phía dưới trận pháp đột nhiên rung rẩy một cái. Từ Tô Thần lòng bàn chân bắt đầu, một cái khe cấp tốc lan tràn, Mấy cái khe hở trong nháy mắt bày ra đến Ngụy Hoành dưới chân. Ngụy Hoành đều chưa kịp phản ứng, dưới chân hắn khe hở trực tiếp nứt ra, khiến cho hắn thân hình cũng không có đứng vững liền ngã xuống tiếp. Đá lên dưới chân một khối đá, trực tiếp đạp về phía Ngụy Hoành bên phải. Tảng đá kia trọng trọng nhập vào mặt đất, trên mặt đất lại đập ra một cái hố mới. Đây là khóa thứ nhất. Gặp phải bất luận kẻ nào, cảnh giác sở hữu khả năng xuất hiện nguy hiểm. Bằng không thì, ngươi đã chết. Ngụy Hoành ngây ra một lúc. Đây là đánh lén ta đều còn không có chuẩn bị kỹ càng. Ngươi cũng không nói bắt đầu. Ngụy Hoành lập tức kịch liệt cãi lại nói. Tô thần hung hăng gật đầu, đúng đúng đúng. Như vậy, ngươi cảm thấy thực chiến là cái gì? Ngụy Hoành ngây dại. Phía dưới học sinh gặp Ngụy Hoành đột nhiên ăn một cái lớn biệt, lập tức cười theo. Bên cạnh bách lão sư nhìn thấy tô thần chiêu này, nhiều hứng thú ở một bên cười lên. Có ý tứ. Người lão sư mới này thật là có có chút tài năng, hắn biết thật là lai giáo thực chiến. Bách lão sư công nhận đối với tô thần gật đầu một cái. Dương lão sư lần nữa kinh ngạc, liền cái này. Không phải liền là lập uy phương thức sao? Dù nói thế nào, hắn cũng có bảy đoạn thủy bình. Cái kia ngụy hoành dù thế nào nhảy, cũng chỉ có lục đoạn, lục đoạn cùng bảy đoạn ở giữa kém trồng rã một cái đại đoạn, làm sao có thể thật cùng bảy đoạn một trận chiến? Đây không phải là đánh lén. Bách lão sư kinh ngạc quay đầu nhìn lại, Dương lão sư, ngươi thật là dạy thực chiến sao? Chương 360, dễ dàng nắm vũ nhục một người lớn nhất phương thức, chính là hỏi hắn thật là làm nghề này sao? Dương lão sư bị bách lão sư cái này đột nhiên hỏi một chút cho bị choáng váng. Bách lão sư, đừng nói giỡn, ta liền là thuận miệng nói một chút. Dương lão sư lập tức để cho bách lão sư đem ánh mắt xoay qua chỗ khác, tiếp tục xem trên sân đối chiến. Ngụy hoành chống lên thân thể tới sau, một mặt không cam lòng, không tính. Vừa mới là ta khinh thường, không có tránh. Bây giờ chúng ta làm lại lần nữa. Đối mặt Ngụy Hoành tìm tai và ý nghĩ, Tô Thần tự nhiên thỏa mãn. Hắn thở dài, gật đầu nói, vậy cứ tiếp tục. Vừa nói xong, Tô Thần liền đá lên một khối đá, hướng thẳng đến Ngụy Hoành vung đi. Ngụy Hoành thấy thế cười khẽ, lại muốn đánh lén. Ta cũng sẽ không thượng đẳng lần thứ hai làm. Nói xong Ngụy Hoành liền bắt đầu ngâm sứ ma pháp. Tô Thần cười, đến lúc này, người này cũng không nguyện ý lộ ra hắn chân thực chiến lực sao? Bất quá cái này cũng đúng, tại trong thần giới, giữ lại càng nhiều ác chủ bài càng tốt, cũng không phải chân thực sinh tử chi chiến. Thật đến ngươi chết ta sống trình độ phải làm nhất chính là đem tất cả ác chủ bài ném ra hết thảy địch nhân đều giải quyết sau bàn lại sống sót sau đó vấn đề ngụy hoành đang ngâm xướng pháp chú thời điểm tô thần cũng không có dừng lại đối phó pháp sư phương thức tốt nhất chính là đánh gãy đối phương ngâm xướng pháp sư am hiểu nhất là đại quy mô ma pháp tổn thương cùng khống tràn phương diện nhưng ở trên đơn phương chiến đấu lại quyết thiếu hữu hiệu thủ đoạn phòng ngự đương nhiên bình thường pháp sư cũng sẽ không đơn binh chiến đấu hơn nữa dưới tình huống bình thường bọn hắn còn có thể phối hợp đủ loại pháp khí dùng làm ngâm sướng lúc phòng ngự. Tô thần bỗng nhiên xông ra, hắn không có khởi động thuấn di. Dùng thuấn di tới đối phó Ngụy Hoành thực sự quá tại khi dễ người. Cho dù chân thực chiến đấu phải dùng đem hết toàn lực, thế nhưng là đối với những thứ này còn chưa xuất thế qua học sinh mà nói, tô thần như bột phát ra toàn bộ thực lực sẽ để cho bọn hắn một điểm cảm giác cũng không có liền bại phía dưới trận đi. Gặp tô thần tại chính mình ngâm sướng lúc vọt tới, Ngụy Hoành tại mọi người đều không phát giác tình huống phía dưới lộ ra một chút nụ cười như ý quả nhiên những thứ này cận chiến hàng ngũ nghề nghiệp chỉ có thể là một chút đánh lén ngụy hoành dù nói thế nào cũng coi như là lục đoạn xem như để cho rất nhiều lão sư cũng nhức đầu đau đầu ngụy hoành thật đúng là không tính học sinh kém chân chính học sinh kém căn bản không đạt được ngụy hoành tu vi hắn chỉ có điều có chút không vui rất nhiều lão sư tác phong thôi chỉ thấy tô thần sắp vọt tới ngụy hoành trước người lúc ngụy hoành bỗng nhiên một lần phát lực hắn cuối cùng sử dụng chính mình vũ đấu giả một chút năng lực lại ứng dụng lên trên người hắn thường quy một chút pháp khí một cái vòng bảo hộ trận liệt tại chung quanh thân thể hắn cấp tốc tạo thành vòng bảo hộ dính sát thân thể của hắn tô thần một cái hướng ngụy hoành cổ chộp tới lại phát giác ngụy hoành chỗ cổ mười phần cứng rắn đây là một cái cường lực pháp khí bảo hộ hiệu quả lại thêm hắn lục đoạn vũ đấu giả thực lực coi như là bình thường bảy đoạn vũ đấu giả đều không chắc chắn có thể bóp nát hắn phòng ngự khi tô thần đến ngụy hoành trước người lúc ngụy hoành cuối cùng lộ ra nụ cười của hắn ngụy hoành ngâm sướng ma pháp cuối cùng hoàn thành chỉ thấy một vệt kim quang lòe lòe thổ long từ mặt đất bốc lên này long có một đôi cực lớn long dực dương cánh nứt ra miệng rộng liền hướng tô thần nuốt tới tô thần bản bắt được cổ ngụy hoành nhưng thấy như này có tự tin hắn cũng không nở trực tiếp bóp nát cho dù ngụy hoành nắm giữ vũ đấu giả thể phách thêm nửa món kia giá trị liên thành pháp khí hộ thể tô thần cũng có thể dễ dàng bóp nát dù sao tô thần thật đúng là không phải vũ đấu giả nghề nghiệp hắn mặc dù tu vi bên trên có thể cùng khác ngang cấp vũ đấu giả thực lực trên lệch không nhiều nhưng hắn vẫn có được chính mình vương thú kỹ năng thêm nữa hắc ám pháp tác gia trì thánh hổ chi trảo còn có thần huyết thiêu đốt đặc tính hắn có thể có một vạn loại phương pháp bóp nát lồng bảo hộ này thế nhưng là hắn cứ như vậy trực tiếp bóp nát cũng có chút quá đã kích người ngụy hoành một mặt nụ cười sáng lạng tự hồ nhận định tô thần kích không phá hắn phòng ngự chỉ có thể bị thổ long dây dưa tiếp đó hắn lại phóng thích đủ loại ma pháp cho dù cuối cùng tô thần có thể cũng bằng vào khắc pháp khí chiến thắng hắn có thể buộc một cái giảng sư sử dụng ra pháp khí tới đã coi như là ngụy hoành thắng lợi ngụy hoành không biết là tô thần đang suy tư muốn hay không đã kích một chút học sinh này lòng tự tin nếu là đã kích mập mạp này lòng tự tin đối phương đến cùng là sẽ quyết chí tự cường vẫn là không gượng dậy nổi ngụy hoành rõ ràng không có cảm nhận được tô thần dụng tâm lương khổ chỉ là một vị muốn người lão sư mới này minh bạch một chút thổ nguyên học viện pháp thuật không phải bình thường lão sư có thế ở địa phương nếu là không có năng lực đồ ba hoa đồ khoác lát hạ tràng chính là như vậy tô thần gặp được ngụy hoành nụ cười rực rỡ cuối cùng nhẫn tâm chỉ là nhẹ nhàng bóp, đem hắn vòng bảo hộ cho nặng ra một tia lỗ hổng. Lập tức lui về phía sau thối lui, đối mặt thổ long gầm thét. Thổ long cả người lân phiến đều bị bùng đất thêm nửa một tia dung viêm bao khỏa, lộ ra cực kỳ khủng bố. Không thiếu không có đạt đến ngụy hoành tu vi như vậy sinh viên năm thứ ba đều lộ ra hướng tới ánh mắt. Bọn hắn cho rằng, giống ngụy hoành như vậy chiến đấu mới giống như là chân chính thực chiến. Tô thần chiến lực tại chỗ, mắt thấy thổ long nuốt mất tới cũng hoàn toàn bất động. Thẳng đến thổ long đem hắn toàn bộ ăn, tô thần không thấy dấu vết mà ngụy hoành còn chưa phát giác được tô thần đối với trên của mình dấu vết lưu lại chỉ thấy được đối phương vậy mà thật sự bị chính mình ma pháp gọi ra viêm hỏa thổ long nuốt mất trong lúc nhất thời cũng buồn bực không đúng hắn đích thật là muốn để cho tân lão sư thể nghiệm một chút thổ nguyên học viện hàm kim lượng nhưng hắn không có thật nghĩ đánh bại tô thần tô thần chỉ đơn giản như vậy bị chính mình làm xong cái này khiến ngụy hoành cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi dù nói thế nào tô thần cũng là học viện tuyển nhận người tiến vào như thế nào không rõ bọn hắn học viện này bên trong học sinh gia cảnh. Hẳn phải biết các học sinh đều không đơn giản, nhưng dễ dàng như vậy bị nuốt lấy, vẫn là vượt quá ngụy hoành cùng cả đám tưởng tượng. Ở một bên Bách lão sư cùng Dương lão sư cũng bắt đầu kinh ngạc. A. À. Không thể nào, thật sự bị một cái học sinh dùng ma pháp cấu tạo thổ long nuốt. Đây cũng quá yếu đi a. À. Dương lão sư cũng bị choáng váng. Chỉ có cái kia Bách lão sư hiểu rồi cái gì, hắn nhìn về phía trung giáo sư. Chỉ thấy trung giáo sư một mặt bình tĩnh Trung Vũ Viêm làm sao có thể tin tưởng một cái ngay cả ma thần truy sát đều có thể chạy trốn người, bị một cái lục đoạn học sinh cho dễ dàng chiến thắng. Nếu như quyết tâm đúng như này, vậy thì không phải là tại đánh hắn cái này chiêu nhập tô thần vì giảng sư người khuôn mặt, mà là tại đánh ma thần khuôn mặt. Tại chính nghiệp data test tinh phẩm đề cử data tai một data value 1925, quả nhiên, sau một khắc, thổ long giống như là thắng lợi hướng về trên bầu trời gầm rú, nhưng nó vừa mới đem đầu hướng trên trời mang đi, lại cứng ngắc ngay tại chỗ mà hắn cơ thể dần dần bị bóng tối bao phủ, trên người dung viêm lân phiến cũng bắt đầu phai màu, cuối cùng nó đã biến thành một bộ dương nanh múa vuốt màu đen cự long thạch điêu. Tô thần chỉ là nhẹ nhàng tại trên bụng thổ long rạch ra một cái vòng tròn, tiếp đó một cước đạp ra đứng dậy. Giải quyết. Tô thần cười nói. Thế nhưng mập mạp ngụy hoành không phục, còn muốn tiếp tục thi triển ma pháp khác. Tô thần lập tức kêu dừng, chờ đã. Ngươi không cần lại ngâm nga. Ngươi cũng đã chết qua một lần.